Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân, Lý Dục Thần. Tập 55. Khống chế một quái vật khổng lồ đang bay vun vút ở độ cao 10.000 mét đáp xuống mặt đất không phải là chuyện người si nói mộng nữa mà phải nói là thần thoại phương Đông. Cha Na Lệ cần phải cân nhắc xem chuyện này có đáng giá để cô ta mạo hiểm hay không. Chỉ vì tính mạng của những người vô tội trên chuyến bay này. Hiện tại, cô ta vẫn còn cơ hội thoát khỏi máy bay. Một khi máy bay bị mất kiểm soát, rơi xuống với vận tốc âm thanh, thậm chí có khi nổ tan tành trên không trung, khi đó muốn chạy trốn thì không còn dễ thế này nữa. Nếu như cô sợ thì cứ việc đi trước, Lý Dục Thần nói, có điều hy vọng cô có thể giúp tôi khống chế máy bay cho tới khi tôi tìm được một nơi thích hợp. Tại sao tôi phải giúp anh? Tôi có thể tha cho nhà họ cha. Cha Na Lệ sững sờ, tức giận mắng, ngông cuồng. Nhưng cô ta không bỏ đi mà tiếp tục điều khiển máy bay bay tiếp. Lý Dục Thần cười, phối hợp theo mệnh lệnh của cha Na Lệ, khống chế đầu máy bay, từ từ hạ độ cao. Khi họ bay qua một cánh đồng rộng, Lý Dục Thần nói, đáp xuống đây đi, chỗ này rất rộng rãi. Cha Na Lệ không nói gì, điều khiển máy bay bay lượn vòng trên trời. Khi độ cao hạ thấp xuống chỉ còn vài trăm mét, cha Na Lệ tắt động cơ, để máy bay lướt đi theo quán tính. Trong lòng cô ta hơi căng thẳng, bởi vì lúc này, cô ta đã giao hoàn toàn tính mệnh của mình vào tay Lý Dục Thần. Mặc dù hiện tại đã qua giai đoạn nguy hiểm nhất, đối với cô ta thì cho dù lúc này máy bay có đột ngột rơi tự do ở độ cao này cũng không thể giết chết được cô ta. Nhưng đối với hành khách trên máy bay thì đương nhiên hiện tại chính là giây phút sinh tử. Tiếp viên hàng không ngồi trong buồng máy bay còn căng thẳng hơn cô ta nhiều. Tất cả mọi người nín thở, chờ đợi thần vận mệnh tuyên án. Máy bay lướt đi, tốc độ chậm dần, độ cao cũng hạ dần. Bỗng nhiên, thân máy bay rung lắc mạnh như thể bị kẹt vào đâu đó, không nhúc nhích được. Sau đó, nó trôi lơ lửng giữa không trung như khinh khí cầu, từ từ đáp xuống mặt đất. Khi tất cả mọi người xuống khỏi máy bay, đứng giữa cánh đồng ướt sũng nước, các hành khách vẫn còn chưa thể hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, còn toàn bộ thành viên phi hành đoàn thì đều khuỵu gối xuống đất, nước mắt lưng tròng cảm ơn trời xanh. Bọn họ vừa mới từ cõi chết trở về. Tiếp viên hàng không dùng điện thoại liên lạc với đội cứu nạn cứu hộ, báo cáo lại tình hình, phát hiện ra hai người cứu mạng mọi người đã biến mất. Ở một vùng rừng hoang cách điểm máy bay đáp xuống hơn 200 cây số, một chiếc dù treo lơ lửng trên cành cây. Người phụ nữ ngẩng đầu lên nhìn trời, một vệt khói đuôi máy bay đã bay xa đang từ từ tản ra rồi nhạt dần. Người phụ nữ mỉm cười. Cô ta nhẹ nhàng sải bước đi tới bên cạnh một dòng suối nhỏ, ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra, kiểm tra tín hiệu rồi gửi tin nhắn. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Cô ta cất điện thoại, cúi người, đang định vốc nước suối rửa mặt thì bỗng sững người, ánh mắt hoảng sợ tột độ như nhìn thấy ma. Mặt suối phản chiếu bóng khuôn mặt xinh đẹp của cô ta. Sau lưng cô ta, một người đàn ông điển trai đang đứng mỉm cười nhìn cô ta. 10 tỷ không dễ lấy vậy đâu. Người đàn ông nói. Không thể nào, người phụ nữ xoay người, nhìn Lý Dục Thần, không thể nào anh lại trốn thoát được. Nhưng rồi cô ta sực nhận ra câu này của mình vừa thừa thãi lại vừa ngu xuẩn. Người ta đang đứng lành lặn ngay trước mặt, không thể nào là ma được. Cô ta không tin trên đời này có ma, nếu tin thì cô ta đã không làm sát thủ rồi. Sau phút giây hoảng sợ ngắn ngủi, cô ta lập tức phản ứng lại, khẩu súng lục nhỏ xuất hiện trong tay cô ta. Cô ta nổ súng, ngả người ra sau, thuận đà rơi xuống nước, động tác rất liền mạch. Một sát thủ chuyên nghiệp xuất sắc không chỉ biết giết người mà còn biết tự cứu lấy mình và tránh né nguy hiểm. Mặc dù nổ súng ở cự ly gần như vậy rất khó bắn trượt nhưng cô ta biết đối phương là một người cực kỳ mạnh, nếu không cô ta đã chẳng phải dùng tới cách phá hủy máy bay để giết người. Lúc không thể nắm chắc tình hình thì trước hết cần phải đảm bảo bản thân sống sót. Bọt nước văng lên cản mất tầm nhìn của cô ta. Hiện tại đang là mùa nước lên, lòng suối rất sâu, không nhìn thấy đáy. Khả năng bơi lội của cô ta rất giỏi, từng được huấn luyện lặn chuyên nghiệp, có thể nín thở lặn nửa tiếng đồng hồ ở độ sâu 50 mét. Sau 10 phút, cô ta nhô đầu lên ở bờ nước cách chỗ cũ một dặm, đưa tay lau nước trên mặt. Sau đó, cô ta lại nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia. Người đàn ông đó ngồi xổm bên bờ. Mỉm cười nhìn cô ta. Lần này, cô ta không thể không hoài nghi mình gặp phải ma. Anh, rốt cuộc là người hay ma? Ma,
Tôi không tin. Không tin sao cô còn hỏi. Người phụ nữ ướt như chuột lột, leo lên bờ. Nghe nói nhiệm vụ này không dễ nhưng tôi vẫn không tin, giờ xem ra đúng là không giết nổi anh rồi, cô ta vắt kiệt nước trên tóc, nhìn Lý Dục Thần, đàm phán nhé. Đàm phán thế nào, Lý Dục Thần hiếu kỳ hỏi. Anh đáng giá 10 tỷ nên ra điều kiện bằng tiền chắc chắn không ích gì. Nếu vậy thì thứ đàn ông thấy hứng thú chỉ còn là... Cô ta cười, toát lên vẻ quyến rũ, quần áo ướt đẫm bó sát lấy cơ thể, tôn lên vóc dáng săn chắc của cô ta. Không thể không nói, dạng sát thủ chuyên nghiệp đã được huấn luyện này khác hẳn phụ nữ dịu dàng thông thường. Cơ thể cô ta toát lên vẻ đẹp hoang dại, ở một nơi rừng hoang, bờ suối thế này lại càng thêm khơi dậy ham muốn của đàn ông. Lý Dục Thần lắc đầu, bên cạnh tôi có rất nhiều phụ nữ, ai cũng đẹp hơn cô. Người phụ nữ biến sắc, cắn môi nói, tôi không tin. Không tin cũng không ích gì, dù sao tôi không thiếu tiền hay người đẹp, Lý Dục Thần nói. Người phụ nữ im lặng, một lát sau, cuối cùng cô ta thở dài, nói, được thôi, tôi chịu thua. Anh muốn biết gì thì cứ hỏi đi, tôi biết gì sẽ nói hết cho anh. Nhưng xin anh để tôi được ra đi êm đẹp, không chết quá khó coi. Ngoài ra, tôi có một nguyện vọng, hy vọng anh hoàn thành nó giúp tôi. Cô nghĩ tôi có lòng giúp cô hoàn thành nguyện vọng à? Có làm hay không là chuyện của anh, dù sao tôi cũng sẽ chết, trước khi chết. Tôi nói điều này ra rồi cứ coi như là anh sẽ hoàn thành nó giúp tôi vậy. Được, cô nói đi. Tôi làm sát thủ đã nhiều năm, kiếm được không ít tiền. Nếu như tôi chết thì coi như uổng công kiếm tiền, cuối cùng lại làm lợi cho chính phủ và ngân hàng. Nhưng tôi là trẻ mồ côi, không có gì vướng bận. Cho nên tôi hy vọng anh giúp tôi quyên tặng số tiền này, quyên tặng cho ai không quan trọng, chỉ cần là việc từ thiện là được, coi như là giúp đỡ xã hội một chút, sống không uổng phí. Nguyện vọng này khiến Lý Dục Thần bất ngờ. Tôi có một két bảo hiểm tại ngân hàng Hối Phong, Hương Giang. Trong két có một ít tiền mặt, trái phiếu, vàng bạc, đá quý, trị giá hơn 1 tỷ đô la Hồng Kông. Chìa khóa cất trong két sắt ở nhà tôi. Người phụ nữ nói ra địa chỉ nhà và mật mã két sắt. Nói xong chưa? Xong rồi, anh muốn biết gì thì hỏi đi. Ai sai cô giết tôi? Anh bị treo giá 10 tỷ trên bảng ám sát. Chẳng lẽ anh không biết là ai muốn lấy mạng anh à? Nếu như tôi biết thì kẻ đó đã không có cơ hội treo thưởng rồi, Lý Dục Thần nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Người phụ nữ tò mò nhìn Lý Dục Thần, lắc đầu, thở dài, không có nhiều người có thể ra được mức giá này. Xem ra anh có rất nhiều kẻ thù, nhiều đến mức chính anh cũng không biết. Có điều thật đáng tiếc, tôi không biết. Cô nhận nhiệm vụ, sao lại không biết? Tổ chức của chúng tôi rất nghiêm ngặt, cá nhân tôi không có tư cách nhận nhiệm vụ có tiền thưởng cao như thế này. Tổ chức đứng ra nhận nhiệm vụ, sau đó giao cho tôi. Vậy thì nói về tổ chức của cô và thân phận của cô đi. Tổ chức của chúng tôi tên là Mạt Nhật, chủ yếu làm nghề ám sát, đứng vững chân trong top 10 tổ chức sát thủ hàng đầu thế giới, top 3 tổ chức sát thủ của châu Á. Lý Dục Thần đột nhiên nhớ tới Cát Môn của đoàn Phù Dung và Ân Oanh, bèn hỏi, Cát Môn xếp thứ mấy? Cát Môn, người phụ nữ kinh ngạc, cười khúc khích hai tiếng, Cát Môn không lọt vào bảng. Không lọt vào bảng. Cách thức tổ chức bang phái giang hồ của Hoa Hạ quá lỏng lẻo, không được tổ chức chặt chẽ, không có kỷ luật nghiêm khắc, dựa vào mấy điều răn dạy từ thời xưa để duy trì tổ chức, dạng bang phái như vậy không phù hợp làm nhiệm vụ đặc biệt. Lý Dục Thần không ngờ ở trong mắt nữ sát thủ này, Cát Môn lại kém cỏi như vậy. Thế nhưng nếu chỉ xét riêng về thực lực thì Ân Oanh mạnh hơn cô ta rất nhiều, chẳng qua phương pháp giết người quả thực không bằng cô ta. Chẳng hạn như Ân Oanh không hề nghĩ tới chuyện lợi dụng máy bay làm công cụ ám sát, khiến mấy trăm người vô tội chết theo. Thích khách của Hoa Hạ bắt đầu từ Mặc gia đều đề cao tinh thần hiệp nghĩa, không giết người chỉ vì lợi ích đơn thuần, cho nên mới có sự bi tráng Phong Tiêu Tiêu Hề Dịch Thủy Hàn, Tráng Sĩ Nhất Khứ Hề Bất Phục Hoàn, có sự hào hùng Tam Bôi Thổ Nhiên Nặc, Ngũ Nhạc Đảo Vi Khinh. Thái Sử Công viết sử ký còn dành riêng một thiên để viết thích khách liệt truyện. Đây là chuyện có 102 trong lịch sử, chỉ có thích khách Hoa Hạ có tinh thần hiệp nghĩa nên mới có tư cách được lưu danh sử sách. Nói tiếp đi, trụ sở chính của tổ chức của các cô ở đâu? Thành viên gồm những ai? Ai chịu trách nhiệm liên lạc với người treo thưởng? Lý Dục Thần hỏi. Thật đáng tiếc, tôi không biết những chuyện anh hỏi, người phụ nữ nói, tôi nói rồi, tổ chức Mạt Nhật rất nghiêm ngặt.
ngoại trừ lãnh tụ có toàn bộ thông tin chi tiết về các thành viên ra, giữa các thành viên đều là sự liên hệ một chiều. Biệt danh của tôi là Môi Đỏ, người liên lạc của tôi là Rắn Độc, nhiệm vụ giết anh là Rắn Độc giao cho tôi. Sau khi tôi chết, nhiệm vụ giết anh sẽ do anh ta thực hiện. Lý Dục Thần nhíu mày, hỏi, Rắn Độc ở đâu? Tôi không biết, chỉ có điều tôi vừa báo tin hoàn thành nhiệm vụ với anh ta rồi, chắc là anh ta đã chuẩn bị sẵn sàng xâm panh ở Hương Giang chờ tôi. Thủ lĩnh của các cô là ai? Tôi chỉ biết biệt danh của người này là Sa Tăng. Sa Tăng, Lý Dục Thần nhẩm đọc, Rắn Độc có thể liên lạc với người này không? Theo tôi được biết là không, Rắn Độc có cấp trên khác, còn là ai thì tôi không biết. Lý Dục Thần lại hỏi thêm một số thông tin liên quan tới Rắn Độc. Người phụ nữ không giấu giếm, nói hết tất cả ra. Thấy Lý Dục Thần không hỏi gì nữa, cô ta biết ngày tàn của mình sắp tới. Cô ta ngẩng mặt lên, nhìn đám mây trên bầu trời. Lý Dục Thần vung nhẹ tay. Người phụ nữ chậm rãi ngã xuống, mặt không lộ vẻ sợ hãi, bi thương, trái lại còn nở nụ cười như được giải thoát. Môi cô ta lóe sáng dưới ánh mặt trời, quả nhiên giống như biệt danh của cô ta, đỏ tươi như đang hôn tạm biệt thế giới này. Trong căn phòng của khách sạn 4 mùa ở Hương Giang, Rắn Độc Jamison đứng trước khung cửa sổ kính sát đất. Bên ngoài cửa sổ chính là bến tàu Trung Hoàn, du thuyền chạy qua cảng Victoria để lại những vệt nước đẹp mắt. Jamison nhìn lướt qua cảng Victoria, trông sang bán đảo Cửu Long bên kia bờ, ánh mắt mê say, nhớ tới quãng thời gian nhiều năm về trước từng dốc sức làm việc ở Cửu Long thành trại. Khi đó, anh ta từ Siêm La tới Hương Giang, trên người không có đồng nào, không nơi nương tựa, ngoại trừ ngón võ Muay Thái học từ nhỏ thì không còn gì khác nữa. Sau này, anh ta được tướng quân coi trọng, tới Tam Giác Vàng, gia nhập tổ chức Mạt Nhật, trở thành một sát thủ chuyên nghiệp. Môi Đỏ là người mà anh ta tự tay phát hiện ra. Nhiều năm qua, cô ta chưa từng để anh ta phải thất vọng một lần nào. Cô ta là một sát thủ chuẩn mực, thậm chí, trên một số phương diện, cô ta còn xuất sắc hơn anh ta. Khuyết điểm duy nhất là cô ta còn trẻ mà đã có ý định bỏ nghề. Jamison đã hứa với cô ta, sau khi xong vụ này, anh ta sẽ cho cô ta được rửa tay chậu vàng. Đây là lần đầu tiên anh ta gặp được đơn hàng 10 tỷ kể từ lúc vào nghề đến nay. Mặc dù tổ chức là phía nhận đơn hàng nên bọn họ chỉ được chia cho một nửa nhưng vậy cũng đã đủ để bọn họ sống xa hoa suốt phần đời còn lại. Đương nhiên, Jamison sẽ không để Môi Đỏ rửa tay chậu vàng. Từ trước tới nay, không có ai được rời khỏi tổ chức Mạt Nhật, trừ phi chết. Jamison thôi nhìn ngoài cửa sổ, đánh mắt nhìn đồng hồ, nhẩm tính thử, Môi Đỏ sắp đến rồi. Anh ta quay người đi về phía tủ rượu, lấy một chai vang đỏ ra, dùng dụng cụ mở nút chai khui chai rượu ra, rót một ly, nếm thử. Sau đó, anh ta lấy một chiếc kim tiêm trong túi ra, cẩn thận tiêm thuốc trong đó vào chai rượu vang đỏ. Đây là một loại thuốc độc đặc biệt, khiến người dùng nó hưng phấn, vui vẻ, sau đó chết đi trong niềm vui vô tận. Mặc dù Môi Đỏ là sát thủ cao cấp do một tay anh ta bồi dưỡng, dẫu tiếc nuối nhưng ai bảo cô ta muốn rời bỏ tổ chức chứ? Không đời nào có chuyện sát thủ có thể rời khỏi tổ chức, bởi vì tổ chức sẽ tiêu diệt cô ta. Thay vì để cô ta bị Sa Tăng giết chết, chỉ bằng để cô ta chết trong tay anh ta còn hơn. Hơn nữa, một khi Môi Đỏ chết thì anh ta sẽ được độc chiếm số tiền 5 tỷ kia. Jamison để chai rượu vang đỏ xuống bàn, ngồi trên sofa chờ Môi Đỏ đến. Anh ta rảnh rỗi bật TV, bản tin thời sự đang đưa tin về một vụ tai nạn máy bay. Chiếc máy bay bay từ Tiền Đường tới Hương Giang gặp trục trặc, thành công hạ cánh khẩn cấp trên cánh đồng, 3 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng, các hành khách đều an toàn. Jamison sững sờ, nhận ra có gì đó không ổn. Anh ta cầm điện thoại di động lên, chuẩn bị gọi cho Môi Đỏ. Tuy nhiên, trực giác nghề nghiệp mách bảo anh ta có mối nguy hiểm đang đến gần. Anh ta gần như đứng bật dậy khỏi sofa, nhanh chóng thay đồ, đeo túi lên lưng, chạy ra cửa. Nhưng khoảnh khắc mở cửa ra, anh ta lại ngẩn người. Một thanh niên đứng ngoài cửa đang mỉm cười nhìn anh ta. Giờ mới đi có phải là muộn rồi không? Người thanh niên đó hỏi. Jamison nhận ra khuôn mặt này. Với tư cách là một sát thủ chuyên nghiệp, chỉ cần đã nhìn thấy ảnh của một người thì anh ta sẽ nhớ mãi không quên. Anh ta biết Môi Đỏ đã thất bại. Nhưng điều làm anh ta thấy khó hiểu là tại sao đối phương có thể tìm tới đây nhanh như vậy. Nơi máy bay xảy ra chuyện cách nơi này khoảng chừng 700-800 dặm,
chưa kể tới chuyện đó là nơi hoang dã, cho dù có máy bay trực thăng tới đón anh ta thì ít nhất cũng phải mất 2 tiếng đồng hồ mới bay được tới đây. Jamison không chút do dự, bất thình lình tấn công giống như biệt danh rắn độc của anh ta. Muay Thái cổ không cần tới vũ khí, toàn thân anh ta đều là vũ khí. Nắm đấm của anh ta nhanh hơn đạn, bàn tay của anh ta sắc hơn dao, đầu gối của anh ta khỏe hơn chùy sắt. Jamison đấm thẳng về phía huyệt thái dương của đối phương, đồng thời lao tới, thúc đầu gối vào ngực đối thủ. Anh ta vẫn còn rất nhiều chiêu thức khó lường khác nữa nhưng xem ra không cần dùng tới chúng, bởi vì đối thủ của anh ta không hề né tránh, cũng không có bất kỳ động tác nào ngăn cản đòn đánh của anh ta. Hóa ra chỉ là một kẻ kém cỏi. Khóe môi Jamison nở nụ cười. Anh ta dường như đã trông thấy lồng ngực của đối thủ bị lõm vào, đầu bị nện nát bét như dưa hấu. Nhưng rồi, anh ta chợt nghĩ tới một chuyện, khiến trong lòng nảy sinh đôi chút bất an. Tại sao môi đỏ lại thất bại? Ngay trong khoảnh khắc đó, nụ cười cứng nở lại trên mặt anh ta, sau đó nét mặt của anh ta lộ rõ sự đau đớn tột độ. Thân thể của anh ta bay ra ngoài, nện mạnh vào trong phòng. Chiếc bàn và rượu vang đỏ vỡ tan tành. Lý Dục Thần đi vào phòng, tiện tay nhẹ nhàng đóng cửa lại, chậm rãi đi về phía Jamison. Jamison nằm dưới sàn nhà, nắm tay và xương đầu gối đều đã nát thành bột mịn, chỉ còn được bọc lại bởi lớp da bên ngoài. Cơn đau dữ dội làm anh ta đổ mồ hôi như tắm, anh ta không đứng dậy nổi, chỉ có thể ngọ nguậy như một con rắn. Anh là rắn độc à? Lý Dục Thần hỏi. Môi đỏ bán đứng tôi. Jamison vẫn không thể tin nổi. Môi đỏ là cấp dưới xuất sắc nhất của anh ta, là nhân vật xuất chúng trong tổ chức Mạt Nhật, ngoại trừ thủ đoạn giết người ra, cô ta còn có ý chí bất khuất. Mục tiêu càng khó đối phó thì lại càng có thể kích thích ý chí chiến đấu của cô ta. Cô ta không phải người sợ chết, bị dọa giết sẽ không khiến cô ta từ bỏ, lại càng sẽ không làm cô ta bán đứng tổ chức. Lý Dục Thần lạnh lùng nhìn anh ta, nói, anh không có tư cách đặt câu hỏi. Hiện tại là lúc tôi hỏi, anh trả lời. Đừng hòng moi được bất kỳ thông tin gì từ miệng tao, ánh mắt Jamison đầy hung dữ. Lý Dục Thần liếc nhìn căn phòng xa hoa có cửa sổ nhìn về phía biển này, cười hỏi, nghe nói khách sạn này rất cao cấp, chắc chắn cách âm rất tốt, bất kể trong phòng xảy ra chuyện gì thì bên ngoài cũng sẽ không nghe thấy đúng không? Trông thấy nụ cười của Lý Dục Thần, nỗi sợ hãi dâng trào trong lòng Jamison. Anh ta biết đối phương muốn làm gì, đúng là ở trong căn phòng này. Cho dù anh ta có la hét cầu cứu thì người ở ngoài phòng cũng không nghe thấy. Nhưng anh ta vẫn còn cơ hội phản kháng. Anh ta là một sát thủ cao cấp, trong bất kỳ tình huống nào, anh ta cũng luôn có cách để giết người. Biệt danh của anh ta là rắn độc. Anh ta giả bộ đưa tay trái sờ đầu gối bị thương, như thể không chịu được cơn đau, bàn tay đặt trên đùi. Chất lỏng phun ra từ mũi giày của anh ta. Lý Dục Thần đang ngồi xổm. Chân của Jamison ở sau lưng anh nên đúng là anh không nhìn thấy chất lỏng phun ra từ mũi giày. Đây là một loại nọc độc đặc biệt, chỉ cần dính một chút vào da người là nạn nhân sẽ lập tức mất hết sức chiến đấu. Biệt danh của rắn độc cũng vì vậy mà có. Đương nhiên, Jamison không hy vọng nọc độc này có thể làm đối thủ toi mạng nhưng trong tay trái của anh ta còn có một khẩu súng lục. Anh ta nổ súng, ra tay thật nhanh, nhấc nòng súng lên, đầu ngón tay bóp cò. Đạn và nọc độc gần như được bắn ra cùng một lúc, một trước một sau, bắn về phía Lý Dục Thần. Theo Jamison, dù thế nào đi nữa, đối phương cũng không thể trốn thoát nổi, trừ phi anh không phải là người. Thế nhưng Jamison đã tính sai. Anh ta trông thấy bóng Lý Dục Thần thoáng mở đi, đạn và nọc độc bắn xuyên qua người Lý Dục Thần như thể anh là người trong suốt. Đạn ghim lên trần nhà. Nọc độc vẽ một đường vòng cung hoàn hảo rồi biến thành những giọt nước li ti rơi trúng lên người anh ta. Á! Jamison hét lên thảm thiết. Loại độc này là do anh ta tự điều chế, anh ta biết rõ hơn bất kỳ ai cảm giác đau đớn từ vết thương do nọc độc gây ra vượt ngoài ngưỡng chịu đựng của con người. Anh ta từng nhiều lần đứng nhìn nạn nhân chết trong đau đớn dữ dội, khiến anh ta cảm thấy hài lòng khó tả. Nhưng anh ta không ngờ rằng, có một ngày mình cũng sẽ phải trải qua chuyện đó. Có lẽ đây chính là báo ứng. May cứu tôi, Jamison đau đớn la lên. Anh ta có thể chịu đựng việc bị đao chém, rìu chặt, cắt đứt gân cốt nhưng cơn đau khi nọc độc ngấm vào xương thì ngay cả người điều chế ra nó là anh ta cũng không thể chịu nổi. Nhất là khi anh ta biết rõ trong túi của mình có thuốc giải. Mau lên,
đưa thuốc giải cho tôi, anh ta chỉ tay về phía chiếc túi của mình. Lý Dục Thần vẫn đứng yên không nhúc nhích, chỉ lạnh nhạt hỏi, ai sai anh tới giết tôi? Không, tôi không biết, là tổ chức nhận đơn, phân công tôi. Mau cứu tôi, thuốc giải. Tổ chức gì? Mạt Nhật. Trụ sở ở đâu? Không, không biết. Thủ lĩnh là ai? Sa Tăng. Sa Tăng là ai, ở đâu? Không, tôi không biết, chúng tôi chỉ liên lạc một chiều. Lý Dục Thần gật đầu, xem ra môi đỏ không lừa anh. Anh cầm túi của Jamison lên, lục ra được một lọ thuốc, là cái này à? Đúng, chính là nó, ánh mắt Jamison lóe lên niềm hy vọng. Tôi hỏi lại lần nữa, Sa Tăng là ai, ở đâu? Nếu như anh vẫn trả lời là không biết, vậy thì tôi sẽ ném lọ thuốc này xuống biển. Lý Dục Thần đi lại chỗ cửa sổ sát đất, mở một khe cửa sổ ở góc ra, gió lùa vào phòng kêu ù ù. Da Jamison dần nát giữa, vết thối giữa lan rộng ra rất nhanh. Anh ta nhớ tới tình trạng thê thảm của những người từng bị mình hạ độc, trong lòng ngập tràn sợ hãi. Tướng quân, anh ta lo lắng nói, tướng quân biết, chỉ có tướng quân có thể tìm được Sa Tăng. Tướng quân là ai? Ông ta là cấp trên của tôi, là vị vua không ngai ở Tam Giác Vàng. Toàn thân Jamison đều đang thối rữa, anh ta ôm chút hy vọng cuối cùng, nhìn lọ thuốc trong tay Lý Dục Thần. Lý Dục Thần gật đầu, ném lọ thuốc ra ngoài cửa sổ. Lúc rời khỏi khách sạn bốn mùa, Lý Dục Thần nhận được cuộc gọi của Mã Sơn, bọn họ đã được cứu, đưa tới sân bay gần Sa Huyệt, đang đợi lên máy bay, mấy tiếng nữa sẽ tới Hương Giang. Lúc gọi điện thoại, tâm trạng của Mã Sơn không tồi, miệng nhai chóp chép, nghe nói là đang ăn quà vặt Sa Huyệt mà sân bay tặng cho bọn họ. Cúp điện thoại, Lý Dục Thần quyết định chờ tụ họp với Mã Sơn rồi sẽ đi gặp Nguyễn Hướng Đông, dù sao đây cũng là mục đích chính của chuyến đi này. Còn về phần tướng quân vùng Tam Giác Vàng thì không cần phải vội. Ông ta là vị vua không ngai ở Tam Giác Vàng, nắm trong tay một đội quân lớn mạnh, bảo vệ mảnh đất trồng đầy anh túc của ông ta. Những người như vậy sẽ không bỏ trốn. Có điều một người như vậy lại gia nhập tổ chức sát thủ, quả là bất ngờ. Lý Dục Thần càng thêm tò mò, rốt cuộc Sa Tăng là thần thánh phương nào mà trùm buôn thuốc phiện lớn nhất châu Á lại chịu nghe lệnh của ông ta. Có lẽ, Mạt Nhật không chỉ đơn giản là một tổ chức sát thủ. Còn mấy tiếng nữa Mã Sơn mới tới Hương Giang, Lý Dục Thần đi dạo ở khu bến tàu Trung Hoàn, ngắm cảnh cảng Victoria, cảm thấy nhàm chán, bèn nghĩ tới di ngôn của môi đỏ. Anh mở bản đồ trên điện thoại, nhập địa chỉ mà môi đỏ nói vào, đi theo hướng dẫn tới đó. Hương Giang không lớn, anh nhanh chóng tìm ra nhà của môi đỏ. Phòng ở không lớn, bài trí rất ấm áp, bầy đầy búp bê, nhìn là biết ngay chỗ ở của con gái, rất khó có thể liên tưởng tới chuyện đây là nơi ở của một sát thủ. Trong tủ âm tường kín đáo nằm sau cửa của phòng khách có cất một chiếc két sắt. Dựa theo mật mã mà môi đỏ nói, Lý Dục Thần thuận lợi mở được két. Két sắt chia làm hai tầng, tầng dưới xếp đầy tiền mặt, tầng trên để trống, chỉ cất một chiếc chìa khóa. Chìa khóa đặt dựng thẳng đứng trên mặt phẳng, trông rất đẹp, rất đặc biệt, bên cạnh còn có một tờ giấy nhỏ. Đây chính là chìa khóa két sắt ở ngân hàng Hối Phong. Anh cầm tờ giấy lên xem trước, trên giấy có viết một dãy số, chắc là mã két sắt hoặc là mật mã. Lý Dục Thần không biết tới két sắt ngân hàng lấy đồ thì cần làm thủ tục gì. Sau đó, anh cầm lấy chìa khóa. Lúc rút chìa khóa ra, anh nghe thấy tiếng động răng rắc khe khẽ. Lý Dục Thần lập tức phát hiện ra nguy hiểm. Sau đó là tiếng nổ ầm ầm. Quả bom chôn dưới két sắt nổ tung. Sóng xung kích khiến cả căn phòng nổ tan tành, ngọn lửa phun ra ngoài qua ô cửa sổ. Lúc này, Lý Dục Thần đã sớm lơ lửng trên khoảng không phía trên căn nhà. Nhìn chiếc chìa khóa trong tay, anh khẽ nhíu mày. Chiếc chìa khóa này đẹp như lớp trang điểm của người phụ nữ đó. Trong tay anh vẫn còn cầm tờ giấy nhỏ, anh trông thấy mặt sau có viết một dòng chữ nhỏ. Sự cố chấp của một sát thủ. Vì chuyện ngoài ý muốn ly kỳ này mà máy bay tới muộn hơn 10 tiếng đồng hồ. Lúc Mã Sơn đáp xuống sân bay quốc tế Hương Giang, đêm đã khuya. Lý Dục Thần đứng ở sảnh ra, từ một hành khách biến thành người đi đón máy bay, quả là một chuyện thần kỳ. Anh vẫy tay gọi Mã Sơn đang kéo vali. Mã Sơn trông thấy anh bèn rảo bước đi tới, nhìn ngó xung quanh, hỏi, một mình em à? Lý Dục Thần ngạc nhiên hỏi, không mình em thì còn ai nữa?
Cô nàng họ Cha kia đâu? Mã Sơn hỏi. Lý Dục Thần đáp, sao em biết được? Mã Sơn có vẻ hơi thất vọng, anh ta nói, ô, anh còn tưởng là em đi với cô ấy chứ. Lý Dục Thần thấy thái độ của anh ta như vậy, ngạc nhiên, bật cười, anh Mã Sơn, không phải là anh thích cô ta đấy chứ. Làm gì có chuyện đó, Mã Sơn vội vàng phủ nhận, cô ấy cứu được nhiều người như vậy, trong đó có cả anh, dù sao cũng phải nói một câu cảm ơn chứ. Mã Sơn không phủ nhận còn đỡ. Anh ta vừa sốt ruột phủ nhận là Lý Dục Thần lập tức cảm thấy có vấn đề. Lý do này không hợp lý. Anh Mã Sơn, anh đâu phải là người lề mề chậm chạp, đây không phải phong cách của anh. Mã Sơn cười hề hề, ôi, thú thực thì anh cảm thấy cô gái đó rất hăng hái, lúc nhìn thấy cô ấy lái máy bay, tim anh hơi lạc nhịp, lâu lắm rồi anh không có cảm giác này. Lý Dục Thần cười nói, vậy thì theo đuổi đi. Mã Sơn gãi đầu, thôi. Người ta là con gái cả của nhà họ Cha, đệ tử cuối cùng của nữ thần Đại Mã, anh có là gì? Anh đâu phải em, con trai nhà họ Lý ở thủ đô, ông chủ tập đoàn Kinh Lý. Lý Dục Thần nói, anh là anh em của em. Mã Sơn sửng sốt nhìn Lý Dục Thần. Lý Dục Thần vỗ vai anh ta, anh và Đinh Hương mãi mãi là người thân nhất của em, thứ gì của em thì cũng đều là của anh chị. Không hiểu sao, Mã Sơn lại rưng rưng nước mắt, nói, Dục Thần. Có câu này của em, quả không uổng công anh và Đinh Hương lo cho em. Rồi anh ta lại chợt cười tự giễu, anh thực sự có thể theo đuổi cô ấy à? Lý Dục Thần nói, người anh em của Lý Dục Thần em, đừng nói là con gái cả nhà họ Cha, cho dù có là bà cụ nhà họ Cha, anh thích theo đuổi thì đều có thể theo đuổi. Mã Sơn đập anh một cái, biến đi, mẹ kiếp, em mới thích bà cụ ấy. Lý Dục Thần cười to. Thực ra, kể từ sau chuyện của Trương Diễm Diễm, Lý Dục Thần vẫn luôn muốn kiếm một người bạn gái cho Mã Sơn. Anh còn từng hỏi Lâm Mộng Đình xem có ai phù hợp không thì giới thiệu. Lâm Mộng Đình cảm thấy rất khó, Mã Sơn là người cực kỳ nặng tình nặng nghĩa, về chuyện giữa anh ta và Trương Diễm Diễm, vấn đề không phải là tình cảm của họ sâu đậm đến đâu mà là cái chết của Trương Diễm Diễm là một gánh nặng khó có thể chịu đựng nổi đối với anh ta. Thực ra ban đầu Mã Sơn và Châu Na cũng rất hợp nhau. Chị Na rất quan tâm anh ta cũng từng giúp chị Na nhiều lần, hai người cũng ít nhiều có tình cảm với nhau. Thế nhưng sau chuyện của Trương Diễm Diễm, Mã Sơn bắt đầu giữ khoảng cách với Châu Na. Đối với Mã Sơn, tình cảm là gánh nặng, anh ta không muốn làm bất kỳ ai tổn thương. Chị Mai nói, với tình huống của Mã Sơn thì chỉ có thể chờ đợi, chờ đến khi một người phù hợp xuất hiện, khiến anh ta có lại lòng tin vào chuyện tình cảm. Lý Dục Thần không ngờ người đó lại xuất hiện trong tình huống như vậy, Mã Sơn còn chưa từng nói gì với Cha Na Lệ, vậy mà anh ta đã rung động rồi sao? Xét về ngoại hình thì Cha Na Lệ cũng là người xinh đẹp nhưng không phải quá xinh đẹp, Châu Na cũng không hề thua gì cô ta, thậm chí còn quyến rũ hơn. Chẳng lẽ là vì cô ta lái máy bay, cứu được tính mệnh mọi người trên máy bay ư? Nhưng rõ ràng việc khống chế máy bay hạ cánh an toàn cũng có công của mình mà. Lý Dục Thần không hiểu nổi nhưng anh vẫn mừng cho Mã Sơn. Dù sao đi nữa, anh cũng sẽ nghĩ cách giúp đỡ người anh em một chút. Trước khi Cha Na Lệ đi, cô ta và Lý Dục Thần đã lưu phương thức liên lạc của nhau. Cô ta đồng ý với Lý Dục Thần, sẽ trở về trưng cầu ý kiến của sư phụ mình, bất kể sư phụ có đồng ý gặp anh hay không, cô ta đều sẽ báo lại cho anh biết. Lý Dục Thần không mấy quan tâm chuyện Fatima có đồng ý hay không. Chỉ cần anh tới Nam Dương thì bà ta không đồng ý cũng có làm được gì. Kiểu gì cũng phải gặp, chẳng qua là gặp lịch sự hay bị ép gặp, hoặc là lịch sự trước rồi ép buộc sau, chỉ khác nhau ở thái độ mà thôi. Có điều hiện tại xem ra, lưu phương thức liên lạc của Cha Na Lệ lại hóa may. Sau khi âm thầm hạ quyết tâm, Lý Dục Thần không nhắc lại chuyện của Cha Na Lệ nữa, vừa cười vừa nói với Mã Sơn, đi ra ngoài sân bay. Mã Sơn bỗng dừng lại. Chỉ tay về phía đám đông tới đón khách xuống máy bay, nói, em nhìn kìa. Lý Dục Thần nhìn sang, phát hiện ra có một người giơ một tờ giấy, trên giấy viết tên Lý Dục Thần. Máy bay tới muộn 10 tiếng, Lý Dục Thần và Mã Sơn đều không ngờ rằng Nguyễn Hướng Đông vẫn còn đích thân ở lại sân bay để đón khách. Nguyễn Hướng Đông là người phụ trách Hồng Môn ở Hương Giang, có địa vị rất cao trên giang hồ. Về lý mà nói, ông ta chỉ cần phái tài xế tới đón bọn họ là được. Thế nhưng chẳng những ông ta đích thân tới đón mà còn chờ ở sân bay hơn 10 tiếng đồng hồ. Nguyễn Hướng Đông đã ngoài 60, vóc người cao gầy, trông rất khoác thước, tính cách nhiệt tình,
hay nói, vừa lái xe vừa giới thiệu về đặc trưng của Hương Giang cho bọn họ biết. Sau một hồi trò chuyện, Mã Sơn chợt hỏi, tôi trông ông rất quen mặt, có phải ông từng quay phim không? Nguyễn Hướng Đông cười to, đúng vậy, đúng vậy. Hồi đó phim võ thuật rất được ưa chuộng, tôi thường xuyên đóng vai phụ trong phim nhưng chưa đóng vai chính bao giờ, chỉ toàn là vai nhỏ thôi, hơn nữa còn toàn là nhân vật phản diện, ha ha ha. Lý Dục Thần đã tới Thiên Đô từ hồi 7 tuổi nên đương nhiên không có cơ hội xem phim, cho nên anh không hề có chút ấn tượng nào về Nguyễn Hướng Đông, đồng thời cũng không có ký ức và hoài niệm về những bộ phim võ thuật Hương Giang. Nhưng Mã Sơn thì khác, từ nhỏ anh ta đã thích đánh đấm, xem phim võ thuật, từng có dạo cực kỳ sùng bái các ngôi sao võ thuật. Mã Sơn mở máy nói, trò chuyện sôi nổi với Nguyễn Hướng Đông. Nguyễn Hướng Đông nói, hồi đó, chúng tôi đều sùng bái Bruce Lee, à phải rồi, cậu Lý họ Lý, Bruce Lee cũng họ Lý, có khi nào hai người cùng một dòng họ không? Nghe nói tổ tiên của Bruce cũng di dân từ miền Bắc tới thành phố Thiền. Mã Sơn nói, vậy thì tôi và Mã Vĩnh Trinh cũng là họ hàng rồi. Hai người đều cười vang. Nguyễn Hướng Đông chở bọn họ tới khách sạn Peninsula, nơi này và khách sạn bốn mùa mà Lý Dục Thần vừa mới tới lúc nãy nằm đối diện nhau, cách một mặt biển, một cái nằm ở bờ Bắc Cảng Victoria, một cái nằm ở bờ Nam Cảng Victoria. Nguyễn Hướng Đông nói, nhớ năm xưa, toàn bộ Tiêm Sa Trụy đều là địa bàn của tôi, ai dám không nể mặt tôi chứ? Có điều thời đại đã thay đổi rồi, bang phái của chúng tôi không nổi tiếng nên thanh niên bây giờ đều không biết tôi, chỉ biết tôi là một diễn viên đóng vai phụ. Hồng Môn vẫn rất được mọi người kính trọng mà phải không? Lý Dục Thần hỏi. Nguyễn Hướng Đông xua tay, thở dài. Hồng Môn Đông Nam Á bị tên khốn Giang Long Huy làm nát bét, ai còn coi Hồng Môn ra gì nữa? Không phải Giang Long Huy lợi hại lắm à? Hừ, Nguyễn Hướng Đông nhổ nước bọt, lợi hại thì làm được gì? Danh tiếng của Hồng Môn được gây dựng nên không phải nhờ lợi hại. Năm xưa Tào Bang, Thiên Địa Hội, Tam Hợp Hội, có bang hội nào không vì nước nhà? Nội bát đường, ngoại bát đường của Hồng Môn có cái nào không lấy trung nghĩa làm đầu? Chúng tôi bái tổ sư, bái quan công, bái đại ca, phải chú trọng chữ nghĩa. Hồng Môn được kính trọng cũng là nhờ chữ nghĩa này. Tên khốn Giang Long Huy phá hỏng hết quy định của Hồng Môn, không chuyện thất đức nào không làm. Chẳng những làm vậy với người ngoài mà còn làm vậy với cả người nhà, trù dập người trái ý mình, biết bao nhiêu anh em không chịu phục tùng ông ta đã bị ông ta giết hại. Hiện tại toàn bộ Hồng Môn Đông Nam Á đều đã bị Giang Long Huy chuyên quyền độc đoán. Ông ta muốn làm gì thì làm. Quyền còn to hơn cả hoàng đế. Ngoài ra, Hồng Môn kiên quyết không dính giá. Ông có địa vị cao ở Hồng Môn như vậy mà cũng không nghe ngóng được tin gì của ông ta à? Nguyễn Hướng Đông cười tự giễu, tôi đã về vườn lâu rồi, địa vị cũng chỉ là có tiếng không có miếng mà thôi, nếu như có thực lực thì Giang Long Huy đã chẳng tha cho tôi. Ông ta thoáng dừng lời rồi nói tiếp, có điều gần đây Giang Long Huy đang bàn chuyện hợp tác sòng bạc với vua sòng bài Hào Giang. Có lẽ có thể tìm được ông ta ở Hào Giang. Bên cạnh vua sòng bài có một người tên là Thái Hòa Trung, trước đây từng kết nghĩa anh em với Giang Long Huy. Chắc có lẽ Giang Long Huy bàn chuyện làm ăn với vua sòng bài là do người này dẫn mối. Nếu tìm được người này thì chắc là có thể tìm ra Giang Long Huy. Lý Dục Thần nói, được, vậy ngày mai chúng tôi sẽ tới Hào Giang. Nguyễn Hướng Đông vội nói, cậu Lý đừng nóng vội, chẳng mấy khi cậu mới tới Hương Giang một chuyến. Tôi còn chưa tận tình chủ nhà. Hơn nữa, Thái Hòa Trung không phải nhân vật tầm thường, ông ta có tài chơi bài bịp xuất thần nhập hóa, biệt danh là Thiên Vương, là cánh tay đắc lực của vua sòng bài. Nếu cậu muốn gặp ông ta thì không dễ đâu, lỡ như đắc tội vua sòng bài thì chuyện sẽ trở nên phức tạp. Thế này nhé, cậu Lý, ngày mai Hương Giang có một buổi tiệc từ thiện của người nổi tiếng, ngoại trừ các ông lớn của Hương Giang sẽ có mặt ra thì cậu chủ nhà họ Hà ở Hào Giang tên là Hà Quảng Chí cũng sẽ có mặt. Tôi sẽ giới thiệu cho mọi người làm quen. Nếu như có người này đi cùng cậu chẳng phải là sẽ tốt hơn hay sao? Lý Dục Thần nghĩ thấy cũng phải, hôm nay đã khuya rồi, ở lại thêm một ngày cũng không sao. Sau khi Nguyễn Hướng Đông ra về, Lý Dục Thần và Mã Sơn vừa ngắm cảnh đêm của cảng Victoria vừa nói chuyện phiếm, sau đó về phòng riêng nghỉ ngơi. Hôm sau, Cha Na Lệ nhắn tin cho Lý Dục Thần. Thông báo sư phụ Fatima của cô ta đồng ý gặp anh nhưng gần đây ở Đại Mã mới xảy ra một vài chuyện lớn, phải chờ vài hôm nữa mới được. Lý Dục Thần suy nghĩ, thấy cũng được, vừa khéo có thể xử lý xong chuyện ở đây trước.
Anh bèn nhắn lại cho cha Na Lệ, tôi và anh Mã Sơn muốn tới Tam Giác Vàng một chuyến, cô có muốn đi cùng không? Anh cứ nghĩ là cha Na Lệ sẽ không đồng ý, không ngờ cô ta lại nhắn lại hai chữ hết sức hào sảng, được thôi. Lý Dục Thần lập tức cho Mã Sơn xem tin nhắn, Mã Sơn gãi gãi đầu, cười hề hề. Ban ngày, trong lúc rảnh rỗi, bọn họ đi dạo quanh Hương Giang. Từ trước đến nay, Mã Sơn ghét nhất là đi dạo phố mua sắm. Đây là lần đầu tiên anh ta vào trung tâm thương mại mua hai bộ quần áo, lên đồ thật chỉn chu, trông cũng ra dáng con nhà giàu. Lý Dục Thần cười thầm, quả nhiên tình yêu có thể làm người ta thay đổi. Có điều hầu như không phải làm người ta thông minh lên mà là ngốc đi. Nhưng đôi khi làm chuyện ngốc nghếch cũng chưa hẳn không phải là hạnh phúc. Chiều tối, Nguyễn Hướng Đông tới đón bọn họ tới địa điểm tổ chức dạ tiệc từ thiện. Ở đó, bọn họ tình cờ gặp một người quen. Chính là người phụ nữ đi chung chuyến bay, ngồi bên cạnh Mã Sơn. Quy mô của buổi dạ tiệc từ thiện này không lớn nhưng rất đẳng cấp. Các gia tộc Lý, Quách, Hoắc, Uông ở Hương Giang đều cho người tới dự, chỉ có điều người tới toàn là lớp trẻ, không phải nhân vật hết sức quan trọng. Trong số này bao gồm cả Hà Quảng Trí, cháu trai vua sòng bài Hào Giang Hà Gia Sương. Người phụ nữ trên máy bay kia đi cùng với một người đàn ông giàu có, không rõ là vợ hay bạn gái. Cô ta trông thấy Lý Dục Thần và Mã Sơn, vừa kinh ngạc vừa âm thầm khinh bỉ. Cô ta hoàn toàn không hề biết chính Lý Dục Thần đã cứu mạng cô ta. Trong mắt cô ta, hai người đàn ông đi máy bay hỏi tiếp viên hàng không xem một bữa trên máy bay hết bao nhiêu tiền một người làm gì có tư cách tham dự buổi tiệc này. Chuyện này vô hình chung làm giảm đẳng cấp của buổi tiệc. Có điều dù sao Nguyễn Hướng Đông cũng từng là một nhân vật máu mặt, có địa vị tương đối cao ở Hương Giang. Nhất là hôm nay người của các gia tộc lớn tới đây lại đều là người trẻ tuổi, cho nên bối phận của ông ta cao hơn bọn họ đều phải nể mặt ông ta. Nguyễn Hướng Đông dẫn Lý Dục Thần và Mã Sơn đi giới thiệu cho mọi người làm quen. Người trẻ tuổi chưa bao giờ nghe nói về nhà họ Lý 20 năm trước, cho dù có biết cũng sẽ không coi ra gì. Ở trong mắt rất nhiều người, 20 năm trước ở trong nước còn cực kỳ lạc hậu nghèo khó, làm gì có hào môn thế gia gì đáng để nhắc đến. Mặc dù đám đại lão ở Hương Giang đều biết về chuyện nhà họ Lý ở thủ đô vùng lên gần đây, nhưng cũng chỉ coi như nhà giàu mới nổi. Nếu không phải Nguyễn Hướng Đông dẫn đến, bọn họ căn bản sẽ không thèm nhìn Lý Dục Thần cái nào. Chỉ có một số người đã có tuổi và vài phú thương có tầm nhìn biết về truyền thừa xa xưa của những thế gia trong Hoa Hạ mà đám hào môn nước ngoài không thể đuổi kịp. Nếu thật sự muốn nói đến, ở trước mặt đám thế gia ngàn năm ví dụ như nhà họ Tiền ở Tiền Đường, nhà họ Chu ở Kim Lăng, đám gia tộc hải ngoại này chỉ có gần 110 năm lịch sử phát triển, mới thật sự là nhà giàu mới nổi. Mục đích chủ yếu của Nguyễn Hướng Đông là để Lý Dục Thần và Hà Quảng Trí quen biết nhau, bởi vậy ông ta còn cực kỳ tốn công giới thiệu cho hai người làm quen với nhau. Bởi vì Hà Gia Sương được xưng là vua sòng bài Hào Giang, Nguyễn Hướng Đông liền nịnh hót, nói Hà Quảng Trí là người thừa kế của vua sòng bài tương lai, ngược lại lúc giới thiệu Lý Dục Thần còn nói Lý Dục Thần là người phục hưng vương triều nhà họ Lý. Cách nịnh nọt này rất phổ biến trong xã hội thượng lưu, mọi người cũng đều đã quen rồi, nhưng lọt vào trong tay người nhà họ Lý ở Hương Giang lại có cảm giác rất khó chịu. Bàn về tài lực, nhà họ Lý ở Hương Giang là hào môn số một, nhà họ Hoắc hay nhà họ Quách đều không sánh nổi, nhà họ Hà ở Hào Giang càng thúc ngựa đuổi không kịp. Bây giờ lại xuất hiện nhà họ Lý ở thủ đô, Nguyễn Hướng Đông còn cậy già lên mặt, khoác lác phương triều nhà họ Lý gì đó ở trước mặt mọi người. Điều này khiến Lý Gia Thiếu Gia Lý Thừa Bình ở Hương Giang tham gia tiệc tối rất không vui. Lý Thiếu Gia không vui thể hiện ngay trên mặt, đương nhiên cũng lọt vào mắt người ngoài. Người phụ nữ trên máy bay đã sớm không nhịn được muốn nói chuyện, chỉ là trường hợp này không đến lượt bà ta lên tiếng, lúc này nhìn thấy Lý Thừa Bình Thiếu Gia không vui liền cảm thấy thời cơ đã đến, vừa có thể chào phúng hai tên đều cáng trên máy bay, xả cơn tức trong lòng, lại có thể nịnh nọt được Lý Thiếu Gia. Nói không chừng còn có thể giúp người đàn ông nhà mình trèo lên cái cây cao nhà họ Lý, việc làm ăn cũng được nâng cao một bước. Bà ta liền cười khẽ hai tiếng, nói, vương triều nhà họ Lý gì chứ, hai tên nhà quê mà thôi. Xung quanh yên tĩnh trong nháy mắt, mọi người đều nhìn về phía bà ta. Bỗng nhiên trở thành tiêu điểm chú ý, nhất là ở trong một buổi tụ họp của các nhân vật nổi tiếng này, người phụ nữ vừa mừng vừa sợ, có chút khẩn trương, lại không nhịn được hưng phấn. Người đàn ông bên cạnh bà ta lại bị dọa sợ. Người đàn ông này họ Ngô, là thương nhân ở Hương Giang,
người ta đều gọi ông ta là ông chủ Ngô. Ông chủ Ngô cũng coi như phú thương, nhưng ở trước mặt đám gia tộc Lý, Hoắc, Quách, Uông này thì cũng chỉ là nhân vật nhỏ không đáng nhắc tới mà thôi. Ông chủ Ngô vào Nam ra Bắc, cũng thường đi vào trong nước, có chút ánh mắt, ông ta biết rõ trong nước tàng long ngọa hổ, một nơi nhỏ bé như Hương Giang cũng chỉ là nhờ dựa vào lợi thế của thời đại, phát triển sớm 100 năm mà thôi. Có thể vươn lên ở thủ đô sao có thể là hạng người bình thường được. Hai Lý tranh chấp, loại chuyện long hổ tranh đấu này, người có cấp bậc như ông ta rất dễ biến thành đá kê chân. Người thông minh sẽ biết cách tránh ra xa, mà bà già vô dụng này lại còn chủ động xông lên nữa. Ông chủ Ngô nháy mắt với người phụ nữ, để bà ta không nói chuyện nữa. Bị người ta mắng là đồ nhà quê, Lý Dục Thần không có cảm giác gì, nhưng Nguyễn Hướng Đông lại không nhịn được. Ông ta nhìn người phụ nữ, trầm giọng nói, bà nói cái gì? Nguyễn Hướng Đông dù sao cũng là nguyên lão hồng môn ở Hương Giang, nếu là năm đó, ông ta tức giận, toàn bộ Tiêm Sa Thủy cũng phải rung động. Bây giờ mặc dù đã về hưu, không quan tâm đến chuyện bên ngoài, nhưng vẫn phải có uy vọng. Ông ta tức giận khiến ông chủ Ngô sợ đến mức nhảy dựng một cái, vội vàng kéo bà Ngô ra phía sau, cười làm lành nói với Nguyễn Hướng Đông, anh Đông, đừng chấp nhặt với phụ nữ. Sắc mặt Nguyễn Hướng Đông hòa hoãn lại, đáng lẽ ra chuyện này sẽ được bỏ qua như thế. Nhưng bà Ngô lại không phục, liếc mắt nhìn Lý Thừa Bình, không biết lấy đâu ra dũng khí, thoát khỏi tay ông chủ Ngô, đứng lên nói. Ông kéo tôi làm gì, tôi cũng không phải nói lung tung. Tôi ngồi cùng một ban máy bay tới Hương Giang với bọn họ ở trên máy bay hỏi tiếp viên hàng không một suất ăn bao nhiêu tiền, không phải đồ nhà quê thì là cái gì. Còn nói hào môn nữa. Hào môn trong nước còn chưa được ngồi máy bay bao giờ sao? Lời nói của người phụ nữ khiến xung quanh cười vang. Nguyễn Hướng Đông hoàn toàn nổi giận, nghiêm mặt, cả giận nói, ông chủ Ngô, có phải ông nên quản lý tốt cái miệng của vợ ông không? Ông chủ Ngô bị dọa đến mức luôn mồm xin lỗi, anh Đông, Nguyễn gia, ông đại nhân đại lượng, đừng so đo với bà ta. Nói xong ông ta liền quyết tâm, cho người phụ nữ một cái tát, mắng, bà nói bậy bạ gì đó. Ở đây đến lượt bà nói chuyện sao? Người phụ nữ vô cùng uất ức, nước mắt đầm đìa nói, tôi nói bậy chỗ nào? Tôi là gặp cái gì nói cái nấy, cậu ta. Bà ta chỉ Lý Dục Thần, cậu ta ở trên máy bay còn nắm lấy tay tiếp viên hàng không không buông, đùa giỡn người ta nữa kìa. Xung quanh đều cười vang lần nữa. Mọi người đều nhìn về Lý Dục Thần, trong mắt bắt đầu có thêm mấy phần khinh thường. Có thể đùa giỡn tiếp viên hàng không người ở trên máy bay. Sao xứng với hai chữ hào môn? Trong lòng ông chủ Ngô vô cùng giận dữ, hận không thể tát bay vợ mình vào trong bụng mẹ. Cho dù lời bà ta nói là sự thật, nhưng loại chuyện này có thể nói ra sao? Đây là đắc tội người ta đến chết mà. Lý Thừa Bình nhíu mày, anh ta cũng không muốn xảy ra xung đột gì với Lý Dục Thần trong trường hợp này, nhưng hiển nhiên bà Ngô ra mặt là vì anh ta, nếu như anh ta không nói lời nào sẽ có vẻ quá mềm yếu, không nói đến việc bị người khác chê cười. Mà sẽ còn ảnh hưởng đến địa vị của mình trong gia tộc. Ông chủ Ngô, đánh phụ nữ thì có gì hay, có bản lĩnh thì đánh Hồng Hưng đi, Lý Thừa Bình nói. Ông chủ Ngô ngẩn người, trong lòng thầm nghĩ, xong, lần này thật sự phải làm đá kê chân rồi. Nguyễn Hướng Đông giận dữ, cậu nói cái gì? Không có gì, Lý Thừa Bình cười lạnh một tiếng, tôi đang nói chuyện với ông chủ Ngô, Nguyễn gia ông gấp cái gì? Nguyễn Hướng Đông cả giận nói, Lý Thừa Bình. Cậu đi về hỏi bố cậu xem có dám nói như vậy hay không? Đánh Hồng Hưng, cậu có biết hai chữ này có nghĩa là gì hay không? Lý Thừa Bình khịt mũi coi thường, Nguyễn gia, thời đại đã thay đổi rồi, Tiêm Sa Thủy đã sớm không phải địa bàn của ông. Tôi thích đánh ai liền đánh người đó. Còn nữa, tôi nói cho ông biết, trên thế giới này có rất nhiều người họ Lý, nhưng hào môn chỉ có một, đó chính là nhà họ Lý ở Hương Giang. Không phải con chó con mèo gì đến đưa cho nhà họ Nguyễn của ông cái bến tàu là có tư cách được gọi là hào môn đâu. Bị một hậu bối nói như vậy, Nguyễn Hướng Đông sao có thể chịu đựng được. Nhưng hết lần này tới lần khác ông ta lại không thể làm gì được Lý Thừa Bình. Người ta đang ở sân nhà chân chính, ở Hương Giang thậm chí châu Á, không có mấy người có thể khiêu chiến với nhà họ Lý. Nguyễn Hướng Đông đỏ bừng mặt lên, chỉ vào Lý Thừa Bình, cậu có gan lắm, nhóc con. Cậu có tin bây giờ tôi gọi một cú điện thoại đến chỗ bố cậu Lý Triệu Phong không? Vốn dĩ trong lòng Lý Thừa Bình còn có chút cố kỵ,
nhưng Nguyễn Hướng Đông lôi bố anh ta ra ngoài làm tấm mộc đã khiến anh ta yên tâm, lão già này căn bản là có tiếng không có miếng. Nguyễn gia, ông cứ việc gọi, cho dù ông có gọi cho ông nội tôi cũng không sợ. Cậu, Nguyễn Hướng Đông tức giận đến phát run. Ông ta không có khả năng gọi điện thật, không có khả năng gọi cho Lý Triệu Phong, càng không có khả năng gọi cho Lý Ngôn Thành. Lý Dục Thần tiến lên một bước, đỡ lấy cánh tay run rẩy của Nguyễn Hướng Đông, nhẹ nhàng buông ra, nói, Nguyễn gia, nguyên nhân của việc này bắt nguồn từ tôi, cứ để tôi đến xử lý đi. Nguyễn Hướng Đông ngạc nhiên nhìn anh một cái, trên mặt có mấy phần áy náy, lại có chút lo âu nói, cậu Lý. Lý Dục Thần cười, khoát tay nói, trong lòng tôi nắm chắc. Nói xong, anh liền chuyển hướng sang Lý Thừa Bình. Anh vừa nói ai là chó mèo. Câu nói này lập tức khiến bầu không khí dày đặc mùi thuốc súng. Ngay cả Nguyễn Hướng Đông cũng ngây ngẩn cả người. Trong những cuộc xã giao của xã hội thượng lưu rất ít khi xuất hiện trường hợp như vậy. Thân phận cao hay thấp đã sớm được phân chia ra đủ loại khác biệt, càng là người nổi tiếng thì càng chú trọng, cũng càng biết thân phận vị trí của mình. Phía sau Lý Thừa Bình là nhà họ Lý ở Hương Giang, là gia tộc có tiền nhất châu Á. Trong số những người ở chỗ này cũng chỉ có thiếu gia nhà họ Hoắc là có thể so sánh với anh ta. Hôm nay là bà Ngô không hiểu chuyện, khiến Nguyễn Hướng Đông mất hết mặt mũi. Nguyễn Hướng Đông cũng chỉ là ỷ vào bối phận cao, nói vài câu vớt phát lại thể diện, bình thường nếu xảy ra những chuyện này, chắc chắn sẽ có người ở bên cạnh đứng ra giảng hòa, khuyên nhủ mấy câu, chuyện này sẽ đi qua. Nếu thật sự để Nguyễn Hướng Đông khiêu chiến với Lý Thừa Bình, cho dù ông ta có ở thời kỳ cường thịnh năm đó cũng không làm gì được. Lý Dục Thần xuất hiện đã phá vỡ vòng tròn cân bằng của hào môn Hương Giang. Hôm nay không có ai đứng ra giảng hòa, tất cả đều chờ đợi chế giễu. Đám công tử nhà giàu lớn lên ở Hương Giang này luôn có ấn tượng cứng ngắc với người trong nước, cộng thêm lời của bà Ngô khiến bọn họ coi rằng Lý Dục Thần chính là nhà giàu mới nổi giống những ông chủ mỏ than kia, có mấy đồng tiền, nhưng không có tố chất gì, càng chưa bao giờ được thấy việc đời. Mà Lý Dục Thần đi lên tra hỏi cũng không hề có chút phong thái nào của công tử nhà giàu, ngược lại còn tự tay ôm chuyện về phía mình. Chó mèo không phải là đang nói đến anh sao? Cái này giống như là bị người ta tát một cái còn đi lên hỏi người ta, vừa rồi là anh tát tôi đúng không? Đây không phải tự rước lấy nhục sao? Mọi người đều chế giễu nhìn Lý Dục Thần. Bà Ngô càng tỏ ra xem thường, còn có chút ít kiêu ngạo mà nhìn thoáng qua chồng mình bên cạnh, ông thấy tôi nói không sai chứ, đó chính là đồ cặn bã, thằng hề. Nguyễn Hướng Đông muốn đi lên nói cái gì, nhưng há to miệng lại không nói được câu nào. Lý Thừa Bình không coi Lý Dục Thần ra gì, cười lạnh nói cậu đấy, sao nào? Không sao cả. Lý Dục Thần nói xong, bỗng nhiên đá vào bụng Lý Thừa Bình. Cả người Lý Thừa Bình nằm úp sấp trên sàn nhà rầm một tiếng, trượt ra thật xa, máu tràn ra khỏi khóe miệng kéo dài trên đất. Bà Ngô sợ hãi kêu a một tiếng, giống như cú đá này giáng lên trên người bà ta vậy. Ông chủ Ngô vội vàng đưa tay bịt miệng bà ta lại. Những người khác cũng vô cùng kinh ngạc, ai nấy đều không nghĩ tới ở trường hợp như thế này mà Lý Dục Thần lại ra tay, mà người bị đánh còn là thiếu gia nhà họ Lý ở Hương Giang, cháu trai của nhà giàu nhất Hương Giang Lý Ngôn Thành. Đây là chuyện xưa nay chưa từng xảy ra, thậm chí mọi người cũng chưa bao giờ nghĩ đến. Trong lòng Nguyễn Hướng Đông hơi hồi hộp một chút, thầm nói hỏng rồi, lần này đã làm lớn chuyện rồi. Nhưng mà là Nguyên lão Hồng Môn, người có khí phách nhất giang hồ, người là do ông ta đưa tới, nếu có xảy ra chuyện, đương nhiên ông ta sẽ tự gánh vác, mặc dù ông ta biết rõ mình căn bản không gánh được. Lý Ngôn Thành giận dữ, có ai ở Hương Giang có thể gánh vác được. Sau một hồi yên tĩnh ngắn ngủi, cuối cùng mọi người cũng tỉnh lại từ trong khiếp sợ, có người hô, bảo vệ. Bảo vệ. Mấy tên vệ sĩ hào môn còn vọt vào nhanh hơn cả bảo vệ. Người của nhà họ Lý đỡ Lý Thừa Bình lên. Đám vệ sĩ nhìn chằm chằm Lý Dục Thần, chỉ còn chờ Lý Thừa Bình ra lệnh một tiếng sẽ xé anh thành từng mảnh nhỏ. Lý Thừa Bình lau khóe miệng, phát hiện trên tay đều là máu. Đây là lần đầu tiên từ nhỏ đến lớn anh ta bị người khác đánh chảy máu. Trước mặt nhiều người như vậy, một loại cảm giác nhục nhã chưa bao giờ có xông lên đầu, cơn giận lập tức vọt vào đầu óc anh ta, khiến anh ta mất đi lý trí. Đánh cho tôi, đánh chết cậu ta. Đám vệ sĩ của anh ta đều giống như chó điên mất xích, thi nhau nhào về phía Lý Dục Thần. Mã Sơn đã sớm chuẩn bị,
bước xa vọt tới trước người Lý Dục Thần. Đám lâu la này, cứ giao cho anh đi, anh ấy nói với Lý Dục Thần. Nói xong liền tung ra mấy quyền, đánh ngã tất cả vệ sĩ của nhà họ Lý. Chỉ thế thôi sao, Mã Sơn cười nhạo nói, đám vệ sĩ nhà cậu còn không cường tráng lì đòn bằng đám người trong quán mạt trược của chúng tôi. Lý Dục Thần suýt nữa bật cười. Đám người trong quán mạt của chị Mai sao chỉ có mỗi cường tráng lì đòn được. Xung quanh lại rơi vào sự yên lặng lần nữa khiến đám người Hương Giang vô cùng khó chịu. Rất nhiều người đều nghĩ mãi mà không rõ, nhà họ Lý có tiền như vậy, làm sao lại không mời mấy vệ sĩ lợi hại hơn một chút chứ? Nhưng người của đám gia tộc họ Hoắc, Quách, Uông đều không hẹn mà cùng nhíu mày. Trong lòng bọn họ biết rất rõ ràng thực lực đám vệ sĩ của Lý Thừa Bình không có khả năng thua kém gì đám người bên cạnh mình. Thiếu gia nhà họ Hoắc Hoắc Chấn Đông nhỏ giọng nói với người bên cạnh, bảo đám bảo vệ ở đây đều không cần hành động gì. Cậu Hoắc, có phải là không tốt lắm hay không? Nhà họ Lý bên kia. Nhà họ Lý nào? Hoắc Chấn Đông hỏi. Người đứng bên cạnh anh ta lập tức hiểu ý, tôi hiểu rồi. Nguyễn Hướng Đông vô cùng bất ngờ với công phu của Mã Sơn, giống như được nhìn thấy phong thái của Lý Tiểu Long, nhưng mà sầu lo trong mắt lại càng sâu hơn. Lý Thừa Bình không nghĩ tới chỉ trong một cái nháy mắt, tất cả thuộc hạ của mình đều đã nằm trên đất. Anh ta chỉ vào Mã Sơn và Lý Dục Thần, mấy người có biết đắc tội nhà họ Lý tôi sẽ có hậu quả gì không? Lý Dục Thần lạnh lùng nói, nếu không phải anh cũng họ Lý, một cước vừa rồi đã đá anh vào trong biển rồi. Không biết vì cái gì, Lý Thừa Bình cảm thấy lạnh cả người, giống như thật sự chìm vào đáy biển. Cậu, mấy người có dũng khí, cậu cứ chờ đó cho tôi. Lý Thừa Bình lấy điện thoại ra, bắt đầu gọi điện. Lý Dục Thần cũng không ngăn cản. Anh biết, chuyện ngày hôm nay đã bắt đầu sẽ không thể dễ dàng kết thúc. Hoặc là không đánh, nếu đã đánh thì phải đánh đến khi người ta phục thì thôi. Khi đến Hương Giang, anh đã sớm ngờ tới sẽ có cục diện như vậy. Chỉ là không nghĩ tới vừa tới ngày thứ hai đã gặp. Vậy cũng tốt, cứ để nhà họ Lý ở Hương Giang chịu phục, tránh khỏi về sau nói đến nhà họ Lý còn phải phân chia ra Nam với Bắc. Hơn nữa cũng tiện dọa sợ đám hào môn ở Hương Giang, miễn cho về sau lại xuất hiện chuyện phiền toái như vậy. Cái này gọi là đánh một quyền cho xong, đỡ phải đánh thêm trăm quyền. Alo, anh à, em bị người ta đánh. Lý Thừa Bình nói chuyện điện thoại xong, trong nháy mắt đã có lực lượng. Đứng thẳng người lên, trong ánh mắt hiện ra một sát khí hung ác, chỉ vào Lý Dục Thần nói, nhóc con, có gan thì đừng chạy. Lý Dục Thần đương nhiên sẽ không chạy. Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán. Hai người kia còn không đi, là bị ngốc sao? Thật sự cho rằng mình rất biết đánh nhau. Lát nữa Lý Cửu An tới, bọn họ nhất định phải chết. Lý Cửu An chính là anh trai của Lý Thừa Bình, là người xuất sắc nhất và có thực lực nhất trong đám người đời thứ ba nhà họ Lý. Cũng là đứa cháu mà Lý Ngôn Thành coi trọng nhất. Nguyễn Hướng Đông biết Lý Cửu An lợi hại, tên này có can đảm giết người thật. Hơn nữa bên cạnh Lý Cửu An có một vệ sĩ rất lợi hại, tên là Miêu Nhẫn Đức, là thủ lĩnh của Nam Quyền. Nguyễn Hướng Đông lo lắng chuyện này đã xảy ra là không thể ngăn cản, liền đi lên, nói với Lý Thừa Bình, cậu Thừa Bình, chuyện ngày hôm nay chỉ là hiểu lầm, sau này Nguyễn Hướng Đông tôi sẽ đến nhà xin lỗi sau. Đánh Lý Thừa Bình. Hai bên đã không có khả năng hòa giải. Nguyễn Hướng Đông chỉ có thể nghĩ biện pháp đưa Lý Dục Thần và Mã Sơn rời đi trước, chỉ cần tránh được một trận xung đột, mấy chuyện trước mắt này, về sau sẽ có biện pháp hòa giải, cùng lắm thì cửa cái mặt già này đi tìm Lý Ngôn Thành hoặc là Lý Triệu Phong xin lỗi là được. Nếu như Lý Cửu An tới, hai bên đều không hòa giải được, đấu đá tiếp, vậy sẽ thật sự có khả năng mất mạng. Lý Thừa Bình giận dữ, mắng, họ Nguyễn, ông là cái thá gì? Có gan thì ông cứ đi, trừ khi ông cút ra khỏi Hương Giang, nếu không để tôi gặp lại ông, tôi sẽ đánh gãy chân của ông, để nửa đời sau ông phải quỳ gối ở công viên Cửu Long ăn xin. Nguyễn Hướng Đông nhíu mày, không cãi lại, chỉ là trong lòng cảm thán mình đúng là đã già rồi. Ông ta quay người nói với Lý Dục Thần, cậu Lý, chúng ta đi trước đi. Lý Dục Thần khoát tay, không cần, tôi sẽ ở chỗ này chờ, xem nhà họ Lý của anh ta ở Hương Giang có nhân vật hào kiệt gì. Lá cờ họ Lý này rốt cuộc nên cắm ở Hương Giang, hay là cắm ở thủ đô? Nguyễn gia, ông là người Hương Giang, tôi không muốn để cho ông rơi vào thế khó, ông đi về trước đi, chuyện nơi đây, tôi tự sẽ xử lý. Nguyễn Hướng Đông trừng mắt, hơi giận dữ nói,
cậu nghĩ tôi là loại người gì? Cậu là do tôi đưa tới, chuyện của cậu chính là chuyện của tôi. Nguyễn Hướng Đông, tôi không có bản lĩnh lớn, nhưng biết cái gọi là nghĩa. Hôm nay cho dù có phải hạ đao, cũng nên để tôi thay cậu chịu mấy đao trước. Mã Sơn vốn ý hợp tâm đầu với Nguyễn Hướng Đông, nghe thấy ông ta nói như vậy thì giơ ngón cái lên nói, trượng nghĩa. Mã Sơn cảm thấy Nguyễn Hướng Đông coi trọng nghĩa khí, nhưng hầu hết mọi người tại đó lại thấy Nguyễn Hướng Đông hồ đồ. Bất kể nhà họ Lý thủ đô quả thật có thực lực hay không, Mã Sơn biết đánh nhau thế nào, thì nơi này vẫn là Hương Giang. Ở tại Hương Giang mà đấu với nhà họ Lý Hương Giang, chẳng khác gì lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình. Cậu chủ nhà họ Hoắc, Hoắc Chấn Đông không để cho bảo vệ trong sân ra tay, bởi vì anh ta đã nhìn ra, trước mặt Mã Sơn, những người bảo vệ này còn không bằng đám cùi bắp. Nhà họ Hoắc có quan hệ tương đối sâu với trong nội địa, cũng có hiểu biết với hào môn ở thủ đô. Anh ta biết bốn gia tộc lớn thủ đô tuyệt đối không chỉ có cái danh hão, cậu Lý này có thể chiếm được một vị trí ở thủ đô, lại một mình đi tới Hương Giang, nhất định là có điều dựa vào. Trước khi chưa thăm dò chi tiết của Lý Dục Thần, Hoắc Chấn Đông không muốn để nhà họ Hoắc bị cuốn vào. Còn việc Lý Thừa Bình bị đánh ở đây, nhà họ Lý tự sẽ đòi lại trận đòn này. Nếu nhà họ Lý không đòi được, thì lại càng không thể trách anh ta khoanh tay đứng nhìn. Nhưng Hoắc thiếu gia tỉnh táo, không có nghĩa là những người khác cũng tỉnh táo. Người như bà Ngô muốn nịnh bợ nhà họ Lý nhiều vô kể, bọn họ chỉ muốn ngay lập tức xông lên tặng cho Mã Sơn mấy cái bạt tai, giúp cậu chủ Lý xả cơn giận này. Đáng tiếc đại đa số người chỉ có thể giống bà Ngô, nhiều lắm là mắng vài câu, quạt chút gió châm chút lửa, chờ xem trò hay. Nhưng cơ hội kết giao nhà họ Lý tốt như vậy, luôn có người sẽ không bỏ qua. Bỗng có người cao giọng nói, đã bảo là người trong đất liền không có tố chất, quả nhiên là không có tố chất. Tưởng mình học chút gia lông là vô địch thiên hạ, cũng không nhìn xem nơi này là nơi nào, đây là Hương Giang đấy. Không phải là chỗ để đồ trong nước nhà quê chúng mày dương oai. Người nói chuyện là một phụ nữ, nhưng không phải là bà Ngô. Bà Ngô không có can đảm như vậy. Nguyễn Hướng Đông vừa thấy người phụ nữ này đứng ra liền nhíu mày. Ông ta đương nhiên nhận biết cô ta. Cô ta là Lương Phượng Như, cũng xem như người nổi tiếng tại Hương Giang, lăn lộn trong cả hai giới chính thương, rất có chính kiến riêng, là một người phụ nữ có dã tâm chính trị. Đứng ra vào thời điểm này, rất rõ ràng, cô ta muốn kết giao với nhà họ Lý, vớt vốn liếng chính trị. Tham gia chính trường tại Hương Giang, không có mấy gia tộc Lý, Hoắc, Quách, Uông ủng hộ, ghế không thể ngồi vững được. Nguyễn Hướng Đông biết người phụ nữ này rất khó đối phó, thích nhất việc nhỏ hóa việc lớn. Việc lớn hóa không thể cứu vãn, thuộc loại người không có việc thì đi gây chuyện. Lương Phượng Như bước vào trong sân, nói với Lý Thừa Bình, Lý thiếu gia, loại đồ nhà quê này nào cần đến Lý đại thiếu gia ra tay, nếu ngài không chê tôi bao biện làm thay, thì giao cho tôi đi. Cô ta không chờ Lý Thừa Bình đồng ý, đã quay về phía Lý Dục Thần và Mã Sơn, cười lạnh nói, hiện tại tôi cho các người một cơ hội, quỳ xuống dập đầu nhận sai với Lý thiếu gia, sau đó cút ra khỏi Hương Giang. Chạy về đất liền đi. Bằng không thì, cô ta còn chưa nói xong, một cái tát mạnh liền đập vào mặt cô ta. Thân thể người phụ nữ bay lên, quay người 720 độ trên không trung, rồi rơi bùm xuống đất. Lại nhìn vào khuôn mặt cô ta, đã hoàn toàn biến dạng, độn cằm rơi ra, răng hổng mất một chiếc, nửa bên mặt sưng lên như đầu heo. Mã Sơn run tay, hùng hùng hổ hổ, mẹ nó, ông đây phiền nhất loại đàn bà ba la bô lô này. Một tát này, mọi người bị đánh đến hồ đồ. Những cuộc tụ họp của người nổi tiếng, xã hội thượng lưu như này, từ trước đến nay chưa từng thấy ai đánh phụ nữ trước mặt bàn dân thiên hạ. Tên này không nói võ đức. Lý Thừa Bình chỉ vào Mã Sơn, phẫn nộ nói, mày đánh phụ nữ thì tính cái thá gì? Mã Sơn bĩu môi, Lý thiếu gia, anh vẫn còn sống ở xã hội xưa à? Hiện nay sớm đã nam nữ bình đẳng, dựa vào đâu mà không thể đánh phụ nữ? Và lại, ông đây sao biết được người kia là nam hay nữ? Chẳng lẽ trước khi đánh người còn phải nghiệm chứng? Hay Lý thiếu gia đã nghiệm chứng rồi? Mày, Lý Thừa Bình tức giận đến phát run, nhưng lại không biết phản bác thế nào. Lý Dục Thần rất muốn bật cười. Từ nhỏ Mã Sơn đã đấu võ mồm, đánh nhau với người ta, về sau lại lăn lộn ở nơi như quán bar, đám thiếu gia công tử này sao có thể đấu thắng được anh ta? Nguyễn Hướng Đông nghe rất sung sướng, không tự chủ mà cười ha ha. Tính tình của Mã Sơn rất hợp với ông ta,
làm ông ta nhớ lại thời gian còn lăn lộn trong bang phái hồi còn trẻ. Lương Phượng như nằm trên mặt đất, mồm miệng không rõ kêu rên, cứu mạng. Phụ nữ Hương Giang bị người trong đất liền đánh. Đàn ông Hương Giang ở đây đã chết hết rồi sao? Nguyễn Hướng Đông thầm kêu hỏng bét, quả nhiên người phụ nữ này rất biết gây chuyện, cô ta muốn khuấy đục nước, kéo hết người ở đây xuống. Hoắc Chấn Đông nhíu mày, anh ta vốn định bàng quan đứng xem, nhưng Lương Phượng như náo loạn như thế, anh ta còn không ra mặt thì không thể nào nói nổi. Sư phụ Mạc, Hoắc Chấn Đông nhìn một người đàn ông trung niên chừng 50 tuổi đứng bên người. Người đàn ông trung niên nhẹ gật đầu với anh ta, liền sải bước đi đến giữa sân, chắp tay nói với Mã Sơn, Hương Giang, Mạc Trình Hồng. Ông ta vừa báo tên, đám người liền phát ra tiếng hô thẳng thốt. Ông ta chính là sư phụ Mạc của Mạc Gia Quyền. Nghe nói ông ta đã ở ẩn, sao lại đi ra? Anh không nhìn thấy ông ta ở bên người Hoắc thiếu gia sao, đương nhiên là được nhà họ Hoắc mời đến làm quyền sư. Ông ta chính là một trong 10 quyền sư lớn của Hương Giang, hẳn là sẽ không thua đi. Yên tâm đi, cái tên đánh phụ nữ kia có thể có bản lĩnh thật sự gì, sư phụ Mạc tung một quyền là có thể đánh chết anh ta. Mã Sơn thấy đối phương bày ra quy củ võ lâm nên cũng ôm quyền, thành phố Hòa, Mã Sơn. Mạc Trình Hồng không nói nhiều lời nữa, vặn eo xoay người, bàn chân quét ngang, người lao ra như mũi tên, một chiêu xuyên tâm cước đá về phía Mã Sơn. Mạc Gia Quyền nổi tiếng với các đòn bằng chân, một đòn chân thắng 3 đòn tay. Xuyên tâm cước chính là tuyệt kỹ của Mạc Gia Quyền. Mạc Trình Hồng không ham chiến, hy vọng chiến thắng bằng một chiêu. Mã Sơn thấy thế tới hung mãnh, không dám thất lễ, chân bước bộ võ, tránh khỏi hai chân của Mạc Trình Hồng, bàn tay cắt ngang, một chưởng đánh thẳng vào eo sườn của Mạc Trình Hồng. Mạc Trình Hồng thấy Mã Sơn đột nhiên di động như quỷ mị liền biết không tốt, giờ muốn thay đổi chiêu thức đã không còn kịp rồi, chỉ có thể dùng chân khí bảo vệ cơ thể, cứng rắn đón đỡ một chưởng này. Bùm một tiếng vang trầm, thân thể Mạc Trình Hồng bay ngược ra ngoài giữa không trung. Ông ta xoay người giữa không trung, sau khi rơi xuống đất còn thịch 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 lùi lại mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững. Mạc Trình Hồng đứng ở nơi đó, cảm thấy eo sườn vô cùng đau đớn, ông ta cố nhịn xuống, chắp tay với Mã Sơn, cảm ơn đã thủ hạ lưu tình, Mạc mỗ chịu thua. Ông ta vừa nói ra lời này, mọi người suýt chút nữa kinh ngạc rớt cằm. Sư phụ Mạc thua. Chỉ một chiêu thôi đấy. Mạc Trình Hồng yên lặng đi đến bên người Hoắc Chấn Đông, thấp giọng nói, thiếu gia, Mạc mỗ đã làm mất thể diện nhà họ Hoắc. Hoắc Chấn Đông khoát khoát tay, an ủi, thắng bại là chuyện thường, sư phụ Mạc không nên tự trách. Anh ta đứng lên, nhìn thoáng qua Lý Dục Thần và Mã Sơn, nói, chuyện ngày hôm nay, nhà họ Hoắc tôi sẽ không nhúng tay nữa, tạm biệt. Nói xong, anh ta dẫn người rời đi. Nguyễn Hướng Đông âm thầm gật đầu. Hoắc thiếu gia này rất thông minh, vốn là việc không liên quan đến mình, lại bị con đàn bà điên Lương Phượng như kéo xuống vũng bùn, bất đắc dĩ phải để Mạc Trình Hồng ra tay. Mạc Trình Hồng bại một lần, anh ta lập tức đi ngay, vừa cho người của Hương Giang một câu trả lời thỏa đáng, lại không đắc tội Lý Dục Thần. Phong cách hành xử như vậy, có thể thấy được năng lực và nề nếp gia đình thế nào. Khó trách nhà họ Hoắc có thể trở thành thế gia đệ nhất Hương Giang, mặc dù tiền bạc không bằng được nhà họ Lý. Nhưng sức ảnh hưởng ở hai giới chính thương lại cao hơn một bậc. Hoắc Chấn Đông vừa đi, người Hương Giang như thể bị rút đi sống lưng, khí thế chợt yếu đi. Nhất thời không người nói chuyện. Lương Phượng như thấy tình thế không ổn, hô lớn, Hương Giang chỉ có mỗi nhà họ Hoắc thôi sao? Quách thiếu gia, cậu Uông, hai nhà các người chẳng lẽ không cai quản chút nào sao? Quách Hạ Phong và Uông Thụ Kiệt liếc nhìn nhau, đồng thời nhíu mày. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, chỉ cần còn một phe chưa bị kéo xuống nước, con đàn bà điên Lương Phượng như này sẽ không chịu bỏ qua. Vốn có nhà họ Hoắc đứng mũi chịu sào, bọn họ đứng cạnh hóng chuyện. Hiện tại Hoắc Chấn Đông đi rồi, bọn họ không muốn bị kéo xuống cũng không được. Quách Hạ Phong nhẹ gật đầu với vệ sĩ bên cạnh. Vệ sĩ đứng ra, chắp tay với Mã Sơn, Thái Lý Phật Quyền, Trần Thiên Hữu. Mặc dù sư phụ Trần cũng là quyền sư chứ danh của Hương Giang, nhưng lúc này không có ai hét lên kinh ngạc, bởi vì việc sư phụ Mạc bị Mã Sơn dùng một chiêu đánh bại thực sự quá khiến người ta chấn động. Mã Sơn nghĩ nghĩ, cũng chắp tay, loạn quyền, Mã Sơn. Trần Thiên Hữu sửng sốt. Loạn quyền là quyền gì? Ông ta chợt cảm thấy bị sỉ nhục, trong lòng dâng lên cơn thịnh nộ.
thật ra Mã Sơn không hề cố ý sỉ nhục. Mạc Trình Hồng bước lên nói Hương Giang, Mạc Trình Hồng, Mã Sơn đối thành thành phố Hòa, Mã Sơn. Trần Thiên Hữu không hề nói là Hương Giang, mà nói Thái Lý Phật Quyền, Mã Sơn nghĩ hồi lâu, ngoại trừ tâm pháp và bộ võ Lý Dục Thần dạy anh ta ra, anh ta còn từng học qua Chu Sa Trưởng với ông chủ Vương, học khoái đao với sư phụ Vinh, học ưng chảo với Võ Đức Hổ, học thiết bố sam với Lê Chấn Đông, còn học bát quái trưởng với Cố Ngôn Châu, không phải loạn quyền thì là cái gì? Dưới cơn thịnh nộ, Trần Thiên Hữu dẫn đầu ra tay. Có điều, ông ta biết mình không phải là đối thủ của Mã Sơn, chỉ cần có thể đỡ được nhiều hơn Mạc Trình Hồng hai hiệp cũng xem như là giúp Quách Thiếu Gia kiếm về chút mặt mũi rồi. Cho nên mặc dù Trần Thiên Hữu tức giận, ông ta lại ra tay hết sức cẩn thận, phòng thủ là chính. Nhưng ông ta vẫn đánh giá thấp thực lực của đối thủ. Sau hai lần bị thương nặng, đặc biệt là lần trước bị người ta đốt thiên đăng tại nhà họ Phan thành phố Long, vì cứu anh ta, Lý Dục Thần suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma, ngay cả Lâm Mộng Đình cũng bị ma huyết ngấm dần. Người thường luyện võ, dù tư chất tốt thế nào cũng phải tiến lên từng bước, dùng chân khí thay gân tẩy tủy. Mã Sơn nhờ họa được phúc, toàn bộ tinh huyết cốt tủy được đổi một lần, Lý Dục Thần dùng pháp lực vô thượng rèn luyện, lại dùng linh dược thiên đô bảo dưỡng cho anh ta. Mã Sơn của hiện tại sớm đã thay ra đổi thịt, hồn phách cô đọng, mặc dù chủ tu vẫn là võ đạo, nhưng đi con đường hoàn toàn bất đồng với võ giả bình thường. Trần Thiên Hữu cẩn thận dè dặt, nhưng Mã Sơn chỉ cất bước đi lên trước, đơn giản nghiêng người, liền đánh bay Trần Thiên Hữu, chỉ là không bị thương. Sau khi kết thúc, Trần Thiên Hữu sửng sốt một hồi, cuối cùng thở dài, chắp tay nói, sư phụ Mã, bội phục. Dứt lời, ông ta quay về bên người Quách Hạ Phong, Quách Thiếu, tôi đã cố gắng hết sức. Quách Hạ Phong gật gật đầu, đứng lên nói, chúng ta đi thôi. Nhà họ Quách cũng bỏ đi. Mọi người đều nhìn về phía cậu chủ nhà họ Uông, Uông Thụ Kiệt. Một lão già bên người Uông Thụ Kiệt bước tới, chắp tay với Mã Sơn, Hồng Gia Thiết Tuyến Quyền, chúc đại sinh. Dứt lời, ông ta không chờ Mã Sơn đáp lại, hai tay mở ra, trên cánh tay có thêm 10 cái vòng sắt leng keng. Ông ta vung tay, một quyền nện về phía Mã Sơn. Mã Sơn trông thấy vòng sắt chế tạo từ thép tinh luyện kia, kêu lên một tiếng tốt. Anh ta không dùng bộ vỗ. Đứng tại đó, hai tay giao nhau giơ lên cao, cứng rắn đón đỡ. Mọi người nhìn đều giật mình, hai vị trước đều dùng tay không, vị này trên tay cầm vòng sắt, tương đương với mang theo binh khí. Dùng cánh tay bằng xương bằng thịt để cản cánh tay sắt, há chẳng phải là lấy trứng chọi đá. Một tiếng va đập trầm trầm vang lên, sau đó là tiếng rắc rắc, cánh tay của Trúc Đại Sinh đung đưa, cả người ngửa ra sau, liên tục bước lùi lại, vất vả lắm mới dừng lại được. Cánh tay Trúc Đại Sinh buông thõng, dãy vòng sắt kêu lanh canh khe khẽ, hóa ra là tay Trúc Đại Sinh đang run, muốn đưa tay lên chắp tay chào cũng không được. Trái lại, Mã Sơn chắp tay nói, sư phụ Trúc đã nhường rồi. Trúc Đại Sinh thở dài, quay đầu bước đi. Uông Thụ Kiệt cũng dẫn người nối gót rời đi. Cậu Uông vừa đi, nơi này lập tức lặng ngắt như tờ, yên tĩnh tới mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Mọi người nhìn Mã Sơn như nhìn thấy một tên ôn thần. Loạn quyền, Mã Sơn. Nguyễn Hướng Đông lẩm bẩm, nghĩ thầm, chẳng trách Lý Dục Thần lại dám ngông cuồng như thế. Hóa ra bên cạnh anh có một vị quyền sư lợi hại như vậy. Sau đêm nay, danh tiếng loạn quyền, Mã Sơn sẽ được truyền khắp Hương Giang. Chỉ sợ chọc giận mấy vị tông sư kia. Nguyễn Hướng Đông đang thầm lo lắng thì rầm một tiếng, cửa bị đạp văng ra, một nhóm người hùng hổ xông vào đây. Cậu cả Lý tới rồi. Mọi người xôn xao, tâm trạng vừa trùng xuống lại phấn chấn trở lại. Đại ca, Lý Thừa Bình gọi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Lý Cửu An bước đến chỗ Lý Thừa Bình, hỏi, ai đánh em? Lý Thừa Bình chưa kịp trả lời, Lương Phượng Như đã bụng khuôn mặt sưng phù và nửa chiếc cằm bị chật khớp, ú ớ chỉ vào Lý Dục Thần và Mã Sơn, nói. Chính là hai con heo đại lục này chạy tới Hương Giang đánh người, đánh cậu Lý, tôi bênh vực cậu Lý mấy câu. Bọn họ bèn đánh tôi ra nông nỗi này. Bốp! Lương Phượng Như vừa dứt lời, lập tức lại bị ăn ngay một cái tát thật mạnh. Cô ta lại bị tát bay một lần nữa, xoay người 720 độ, ngã xuống đất. Lần này, nửa bên mặt còn lại của cô ta cũng sưng lên, trông như một chiếc thủ heo hoàn chỉnh. Mã Sơn vung tay, mắng, mẹ kiếp, người Hương Giang bị câm hết rồi, còn mỗi cô biết nói thôi hả?
Lý Cửu An nổi giận. Lương Phượng như có chết anh ta cũng không quan tâm, nhưng đánh người của anh ta ngay trước mặt anh ta thì rõ ràng là không coi anh ta ra gì. Mày tự đâm đầu vào chỗ chết rồi. Lý Cửu An nhìn Mã Sơn, ánh mắt lóe lên sát khí. Mã Sơn bất ngờ co chân đạp vào đùi Lý Cửu An. Sắc một tiếng giòn tan, chân Lý Cửu An gãy đôi. Lý Cửu An hét lên thảm thiết, ngã xuống đất. Cú đạp này nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, ngay cả đám vệ sĩ của Lý Cửu An cũng không ngờ tới. Mọi người đều sợ điếng người. Người đàn ông này to gan quá. Anh ta chính là cậu cả của nhà họ Lý đó. Đạp gãy chân cậu cả nhà họ Lý, người đàn ông này chán sống rồi. Khoảnh khắc chân Lý Cửu An bị gãy, trái tim của Nguyễn Hướng Đông cũng hẫng một nhịp. Tiêu rời, bầu trời của Hương Giang sắp sập rồi. Nguyễn Hướng Đông rất muốn dục Lý Dục Thần và Mã Sơn bỏ chạy, nếu nhà họ Lý nổi giận thì toàn bộ Hương Giang đều sẽ rung chuyển. Cho dù võ công có giỏi cũng không đấu lại nổi nhà họ Lý. Nhưng ông ta lại như bị người ta bóp nghẹt cổ họng, không nói nên lời. Mã Sơn nhìn Lý Cửu An nằm dưới đất, cười khẩy nói, tôi lại muốn xem là ai tự đâm đầu vào chỗ chết. Đám vệ sĩ của Lý Cửu An rầm rập bao vây Mã Sơn, rút hết súng ra, mười mấy nòng súng đen ngòm đều chỉ vào Mã Sơn. Nguyễn Hướng Đông rất muốn chạy lại đó ngăn cản nhưng thấy dáng vẻ bị gãy chân đầy đau đớn của Lý Cửu An, ông ta biết tất cả đã không thể cứu vãn được nữa rồi. Không ai có thể ngăn nổi lửa giận của Lý Cửu An. Nổ súng đi, còn đần người ra đó làm gì, Lý Cửu An quát to. Bọn vệ sĩ bóp cò súng. Đúng lúc này, Mã Sơn dịch chuyển. Chân bước bộ võ, đạp lên gió mạnh, thân hình như ma quỷ, nhanh như sao băng, anh ta chỉ lắc mình một cái, toàn bộ súng trên tay những vệ sĩ này đều rơi xuống đất. Mã Sơn quay về vị trí cũ, dáng vẻ điềm nhiên như không có chuyện gì. Bát quái du hành trưởng, người đàn ông trung niên đứng bên cạnh Lý Cửu An có vóc người nhỏ thó và bộ râu cá chê bước tới, nhìn Mã Sơn, cậu có quan hệ gì với nhà họ Cố ở thành phố Tân Môn? Mã Sơn sững sờ, nhận ra đối phương đã hiểu lầm, đúng là anh ta có học của Cố Ngôn Châu một vài trưởng pháp bát quái nhưng vừa rồi anh ta chỉ dùng bộ võ, có lẽ là vô tình có đôi chút bóng dáng thân pháp của bát quái du mà thôi. Không có quan hệ gì hết, anh ta nói. Người kia gật đầu. Chắp tay với Mã Sơn, nói, Nam Quyền, Miêu Nhẫn Đức. Nói rồi, người này lập tức vào thế hổ hạc song hình, cơ thể lập tức bừng lên khí thế mạnh mẽ. Khi ông ta nhào tới, thế đi như hổ, cực kỳ mạnh mẽ, còn thân mình lại như hạc, nhẹ nhàng nhanh nhẹn. Chỉ trong thoáng chốc, trong sảnh lớn toàn là bóng dáng của Miêu Nhẫn Đức, dường như có trăm hổ, ngàn hạc cùng nhau tấn công, nháy mắt sơi tái Mã Sơn. Nguyễn Hướng Đông cảm thán, quả nhiên là cao thủ. E là thân thủ của người này không còn thua kém tông sư là bao. Ông ta không khỏi lo lắng cho Mã Sơn, thầm nghĩ không biết có nên nhân cơ hội này dẫn Lý Dục Thần đi trước hay không. Nếu vậy, cho dù Mã Sơn không địch lại được thì cũng không có Lý Dục Thần vướng chân, với võ công của anh ta hoàn toàn có thể tự thoát thân. Nhưng khi ông ta nhìn về phía Lý Dục Thần lại phát hiện ra anh rất bình tĩnh, không hề lo lắng chút nào, cứ như thể chuyện xảy ra ở đây không liên quan gì tới mình vậy. Nguyễn Hướng Đông tự nhủ, đúng là ông chủ không biết nỗi khổ của người làm, xem ra cậu Lý vẫn chưa biết tình cảnh của mình đang nguy hiểm cỡ nào. Đúng lúc này, bỗng ầm một tiếng, Nguyễn Hướng Đông quay đầu lại nhìn thì thấy Miêu Nhẫn Đức nằm ngã dưới đất. Mã Sơn đứng vững người, hơi do dự một chút, vừa rồi đối phương tự báo tên Nam Quyền, đáng ra anh ta phải đối lại là Bắc Quyền, nhưng nghĩ kỹ lại thì anh ta cũng không được tính là Bắc Quyền, bèn học động tác chắp tay vừa rồi của Miêu Nhẫn Đức, nói. Loạn Quyền, Mã Sơn. Miêu Nhẫn Đức bị nội thương, từ dưới đất bò dậy, chắp tay với Mã Sơn, không còn mặt mũi chào Lý Cửu An, chỉ nói mỗi một câu, xin phép. Rồi vội vàng bỏ đi. Chuyến này, hai anh em nhà họ Lý thực sự trợn tròn mắt. Mã Sơn đứng đó, hai tay chống nạnh như một vị ác thần, ánh mắt như điện liếc nhìn những người giàu có ở Hương Giang. Những người bị anh ta nhìn đều cúi đầu xuống như học sinh tiểu học phạm lỗi ở trên lớp. Mã Sơn quay đầu nhìn anh em nhà họ Lý, hiện tại còn dám nói là trên đời này chỉ có một nhà họ Lý, Hương Giang các cậu nữa không? Mặc dù Lý Cửu An bị gãy chân rất đau nhưng anh ta vẫn không sợ, lạnh lùng nhìn Mã Sơn, nói, công phu của anh không tệ, nhưng nếu anh nghĩ là dựa vào chút bản lĩnh này mà có thể khiến nhà họ Lý khuất phục thì anh sai rồi. Cứ chờ đó mà xem, anh sẽ phải trả giá đắt vì chuyện ngày hôm nay.
trả giá đắt, Mã Sơn cười to, tôi có thể giết cậu ngay bây giờ, vậy mà cậu còn bàn về cái giá đắt phải trả với tôi à? Anh dám, Lý Cửu An trợn mắt nhìn Mã Sơn, nếu anh dám động tới tôi sẽ cho cả nhà anh chết hết. Mã Sơn không ngờ Lý Cửu An lại là một kẻ cứng đầu như vậy. Nhưng lời kiểu này chỉ dọa được người khác, không dọa nổi Mã Sơn. Bởi vì cả nhà anh ta chỉ có ba người là anh ta, Đinh Hương và Lý Dục Thần. Anh ta cười to, bước tới trước mặt Lý Cửu An, nói, này nhóc, người Hương Giang các cậu đều thích chết tới vậy à? Nguyễn Hướng Đông vội vàng chạy tới, ngăn Mã Sơn lại, vội vàng la lên, cậu Mã Sơn, cậu nghe lời tôi, oan gia nên giải không nên kết, chuyện này giao cho tôi xử lý được không? Mã Sơn rất thích Nguyễn Hướng Đông, cũng hiểu ông ta đang lo lắng điều gì. Anh ta ngẩng đầu nhìn Lý Dục Thần, thấy Lý Dục Thần không tỏ thái độ gì bèn nói, được thôi, Nguyễn gia, nể mặt anh, tôi tha cho cậu ta. Có điều nếu cậu ta còn dám nói hưu nói vượn thì đừng trách tôi không khách khí. Mã Sơn nói xong, đứng dậy, đi lại chỗ Lý Dục Thần, nói, Dục Thần, chỗ này tẻ nhạt quá, chúng ta đi thôi. Lý Dục Thần gật đầu, đi về phía Hà Quảng Trí. Hà Quảng Trí nhíu mày nhìn anh, không biết anh đi lại đây là có ý gì. Nghe nói Hào Giang là một chốn giải trí rất tuyệt phải không, Lý Dục Thần đột nhiên hỏi. Sao vậy, cậu Lý muốn đi giải trí à? Tôi có ý định như vậy nhưng lạ nước lạ cái, sợ bị chặt chém. Hà Quảng Trí liếc nhìn Loạn Quyền Mã Sơn đứng sau lưng Lý Dục Thần, cười to một tiếng, nói, ai chán sống rồi hay sao mà lại dám chặt chém anh Lý chứ? Nếu anh Lý muốn đi chơi thì tôi có thể đi cùng anh. Bao giờ cậu Hà về? Anh có thể gọi tôi bất cứ lúc nào. Ngày mai thì sao? Nghe nói Hào Giang là tòa thành không có ban đêm, cảnh đêm đẹp không đâu sánh bằng, chi bằng tranh thủ đang có hứng hãy đi luôn đi, chơi chán thì về. Hà Quảng Trí hơi sững sờ, anh ta biết Lý Dục Thần vội tới Hào Giang như vậy nhất định là có chuyện gì đó, chỉ không biết là nó có bất lợi cho nhà họ Hà hay không. Anh ta lại nhìn Mã Sơn một lần nữa, quyết định trước tiên cứ đồng ý đã. Được, vậy chúng ta đi luôn bây giờ đi. Hà Quảng Trí đang muốn rời khỏi đây cùng với Lý Dục Thần thì chợt nghe ngoài cửa có người nói, không ai được đi. Một đám người nối đuôi nhau đi vào. Mã Sơn lập tức cảnh giác như thể sư tử ngửi thấy mùi của loài mãnh thú khác. Những người này người nào người nấy đều tinh thần dồi dào, bước đi trầm ổn, hơi thở khỏe mạnh, rõ ràng đều là người luyện võ. Mười mấy người đi đầu vào đây đứng xếp thành hai hàng, sau đó hai võ sư mặc đồ đường trang đi vào. Đi sau hai võ sư này là một người đàn ông trung niên, mặc âu phục, đeo kính mắt, dáng vẻ nhã nhặn, sắc mặt khá nặng nề. Mọi người xôn xao, người Hương Giang đều nhận ra đây là gia chủ đương thời của nhà họ Lý, Lý Triệu Phong, đồng thời là con trai cả của người giàu nhất Hương Giang Lý Ngôn Thành. Bố, Lý Cửu An và Lý Thừa Bình vừa trông thấy Lý Triệu Phong, lập tức vui mừng quá đỗi. Nhưng Lý Triệu Phong không vội đi hỏi han cậu con trai bị thương mà lại đứng dẹp qua một bên để nhường đường. Mọi người kinh ngạc phát hiện ra sau lưng Lý Triệu Phong có một ông cụ đang chậm rãi chống gậy đi tới đây. Người này chính là bố của Lý Triệu Phong, người giàu nhất châu Á mà người Hương Giang vẫn luôn tự hào Lý Ngôn Thành. Đi theo bên cạnh Lý Ngôn Thành là một người đàn ông trung niên có khí chất nho nhã, tóc hơi hoa râm. Người này vừa tới đã đảo mắt nhìn Lý Dục Thần, sau đó khóa chặt tầm mắt vào Mã Sơn. Mã Sơn cảm thấy căng thẳng, cảm giác nguy hiểm vừa rồi chính là vì người này. Tông sư! Mã Sơn không lùi bước, trong lòng trào dâng ý chí chiến đấu, ánh mắt nhìn đối phương không chút yếu thế. Người kia dường như hơi bất ngờ, ánh mắt sáng lên, khuôn mặt nở nụ cười ôn hòa. Nhưng hầu hết mọi người đều chỉ chú ý tới Lý Ngôn Thành, trong đó có cả Lý Dục Thần. Ông cụ này đã gần trăm tuổi, đi chống gậy, tinh thần không thua võ giả tông sư, thậm chí còn hơn. Điều này không liên quan gì tới võ công, nó là sự tự tin có được từ cả đời kiêu ngạo, đánh bại vô số cường địch, đồng thời là thái độ không màng danh lợi sau khi trải qua mưa gió, hiểu thấu thói đời ấm lạnh. Một người bình thường mà lại có thể đạt tới cảnh giới này thực chẳng dễ gì. Ông nội, Lý Cửu An và Lý Thừa Bình đồng thanh hô lên. Lý Cửu An ngập tràn phấn khởi, quên cả đớn đau, ngọn lửa báo thù cháy lên trong lòng. Ông nội Lý Ngôn Thành ra trận, người Hương Giang nào dám trái ý. Thế lực của nhà họ Lý đủ sức tung hoành ở Hương Giang. Anh ta muốn chặt tên Loạn Quyền Mã Sơn và Lý Dục Thần này thành tám khúc,
ném xuống biển cho cá ăn. Khác với Lý Cửu An, trong lòng Lý Thừa Bình hơi bất an. Từ nhỏ, anh ta đã hết sức kính sợ ông nội, không dám phạm lỗi nhỏ nào trước mặt ông cụ. Chuyện hôm nay là do anh ta mà ra, anh ta rất sợ ông nội sẽ trách phạt mình. Bố đi chậm thôi ạ. Lý Triệu Phong tiến lên, định dìu Lý Ngôn Thành. Lý Ngôn Thành ngăn tay ông ta lại, chống gậy tự đi. Lý Triệu Phong không dám làm trái ý bố, ngoan ngoãn đi theo sát bên cạnh. Ông nội, Lý Cửu An chỉ vào Lý Dục Thần, kêu lên, chính là anh ta. Anh ta tên là Lý Dục Thần, đến Hương Giang khiêu khích nhà họ Lý chúng ta, đánh Thừa Bình, rồi đánh gãy chân của cháu. Sắc mặt Lý Ngôn Thành rất nặng nề, ông cụ chống gậy đi về phía Lý Dục Thần. Bố, Lý Triệu Phong cố gắng ngăn cản nhưng không thành công, đành nhìn vị võ giả tông sư đi đằng sau. Vị võ giả tông sư này bước tới, đứng trước Lý Ngôn Thành nửa người, trách về phía Lý Dục Thần. Như vậy nếu Lý Dục Thần muốn làm gì bất lợi cho ông cụ, người này có thể ra tay bất cứ lúc nào. Mã Sơn không hề yếu thế hơn chút nào, cũng bước lên trước một bước, đứng trước Lý Dục Thần nửa người, trông chừng vị võ giả tông sư kia. Mã Sơn trợn hai mắt, khí thế hùng hổ, còn vị võ giả tông sư kia thì sắc mặt ôn hòa, dường như còn khá thích Mã Sơn. Một người phô gia, một người nội liếm, người trong nghề nhìn là biết ngay giữa hai người đang giằng co, vị võ giả tông sư kia rõ ràng mạnh hơn một bậc. Nhưng không phải ai cũng là người trong nghề. Trong mắt hầu hết mọi người, Mã Sơn có khí thế hùng hổ đáng sợ hơn. Chẳng hạn như Hà Quảng Chí. Hà Quảng Chí biết vị võ giả này, tông sư Vịnh Xuân Lương Chi Huyên. Anh ta chỉ biết Lương Chi Huyên là tông sư, còn rốt cuộc lợi hại tới đâu thì không rõ. Nhưng ông nội của anh ta Vô Sòng Bài Hào Giang Hà Gia Sương rất tôn sùng Lương Chi Huyên, từng muốn mời Lương Chi Huyên tới Hào Giang nhưng bị Lương Chi Huyên từ chối. Sau đó, không rõ nhà họ Lý đưa ra điều kiện gì mà mời được Lương Chi Huyên, khiến Hà Gia Sương vẫn luôn canh cánh chuyện này trong lòng, đến giờ nhắc lại vẫn thấy không vui. Hà Quảng Chí thấy khí thế của Mã Sơn không thua Lương Chi Huyên, trong lòng chợt nghĩ. Nếu như anh ta mời được Loạn Quyền Mã Sơn tới Hào Giang thì có phải là ông nội anh ta sẽ vui vẻ không? Lý Ngôn Thành đứng trước mặt Lý Dục Thần, quan sát anh mấy lượt, hỏi, cậu chính là Lý Dục Thần à? Đúng vậy, là tôi, Lý Dục Thần lạnh nhạt đáp, không kiêu ngạo không tự ti. Lý Ngôn Thành gật đầu, lờ đãng liếc nhìn Lương Chi Huyên rồi quay lại nhìn Lý Dục Thần, khá lắm, khá lắm. Cơn thịnh nộ của ông cụ Lý mà mọi người dự đoán lại không hề xuất hiện. Lý Ngôn Thành khen khá lắm mấy lần liền rồi chống gậy bỏ đi. Mọi người đều không đoán được ý của ông cụ, không ai dám nói chuyện. Cây gậy gõ xuống đất kêu lốc cốc. Lý Triệu Phong đi theo sát gót bố, sợ ông cụ xảy ra chuyện. Hai quyền sư bảo vệ hai bên, những vệ sĩ khác luân phiên tiến lên, ánh mắt như ưng, cảnh giác quan sát chung quanh. Chỉ có tông sư Lương Chi Huyên là vẫn tiếp tục giằng co với Mã Sơn, hai người không hề nhúc nhích chút nào. Lý Ngôn Thành đi về phía hai đứa cháu trai cưng. Ông nội, Lý Thừa Bình rụt rè gọi một tiếng. Lý Cửu An nằm dưới đất, ra vẻ đau đớn, ông ơi, chân của cháu. Lý Ngôn Thành nói với người bên cạnh, dìu nó dậy. Hai vệ sĩ đi qua đó dìu Lý Cửu An dậy. Ông nội, Lý Cửu An được dìu dậy nhưng chiếc chân gãy vẫn rất đau, hơn nữa anh ta còn cố ý giả bộ đau đớn trước mặt ông nội nên giọng càng thêm nghẹn ngào. Lý Ngôn Thành đột nhiên bất thình lình tát anh ta một cái. Bốp một tiếng giòn tan, khiến cả Lý Cửu An và mọi người ở đây đều ngơ ngác. Khóc cái gì, Lý Ngôn Thành nghiêm nghị nói, nước mắt không giúp cháu mạnh mẽ hơn, sự thương hại và đồng tình sẽ chỉ khiến cháu càng ngày càng mềm yếu. Con cháu nhà họ Lý chúng ta xưa nay không rơi lệ. Lý Cửu An giật mình, vội vàng lau khô nước mắt, nơm nớp lo sợ nói, vâng, thưa ông. Lý Ngôn Thành gật đầu. Ông biết chân cháu bị cậu ta đánh gãy, người nhà họ Lý chúng ta phải nói lý lẽ. Nếu như đúng là cháu bị người ta ức hiếp thì nhất định chúng ta sẽ phải trả thù. Nhưng trước đó, cháu hãy nghĩ lại xem, trong chuyện này, cháu có lỗi gì không? Có phải là cháu bướng bỉnh trước, ép người ta phải làm như vậy hay không? Cháu không hề, Lý Cửu An nói to, tại bọn họ ức hiếp Thừa Bình, đánh Thừa Bình nên cháu mới dẫn người tới. Tôi có thể chứng minh. Lương Phượng Như bò dậy từ dưới đất. Cô ta bị ngã khá mạnh, quần áo, đầu tóc rối bời, cả khuôn mặt sưng lên như thủ heo, cộng thêm bị rụng răng, nói năng ú ớ,
Lý Ngôn Thành và Lý Triệu Phong phải nhìn một lúc lâu mới nhận ra cô ta. Chính là hai con heo đại lục này chạy đến Hương Giang gây sự, nói mình là nhà họ Lý ở thủ đô. Ai chẳng biết nhà giàu trong thiên hạ này chỉ có một nhà họ Lý, đó chính là nhà họ Lý ở Hương Giang mà cụ Lý ngài một tay gây dựng nên. Cháu chỉ đứng ra nói mấy lời công bằng, vậy mà bọn họ đã đánh cháu ra nông nỗi này. Hức hức, Lương Phượng Như khóc giống. Bọn họ thấy cháu dễ ăn hiếp nên đánh cháu. Đánh cháu đã đành, lại còn đánh cả cậu Lý. Cụ Lý, ngài mau làm thịt hai con heo đại lục này, ném xuống biển làm mồi cho cá đi. Người Hương Giang chúng ta chỉ công nhận một nhà họ Lý, chúng ta tuyệt đối không công nhận nhà họ Lý ở thủ đô gì kia. Lương Phượng Như vừa lên tiếng là Nguyễn Hướng Đông lập tức thấy nhức đầu. Mấu chốt là người phụ nữ này chẳng những da mặt dày mà sức sống còn ngoan cường như một con rán đánh mãi không chết. Ông Lý, tôi là Nguyễn Hướng Đông, trước kia chúng ta từng uống trà ở Tiêm Sa Trụy. Nguyễn Hướng Đông muốn giải thích vài câu, hồi ông ta còn lăn lộn trong Hồng Môn, Lý Ngôn Thành mới vừa phất lên. Khi đó, bọn họ cũng có chút giao tình. Sau này, địa vị của Lý Ngôn Thành càng ngày càng cao, địa vị của ông ta lại giảm mạnh, hai người không còn gặp nhau nữa. Nhưng ông ta còn chưa nói xong, Lý Ngôn Thành đã khoát tay ngăn lại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 55.